Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Dạ, em chào anh ạ. Vâng. Dạ, anh ơi, câu hỏi của em là em và em yêu một người bạn ạ. Vâng. Dạ, người bạn của em thì ở cùng phòng với một người bạn cùng quê nữa ạ. À, thế à. Dạ. Đấy, mà hôm em tức là em xuống phòng của bạn gái em chơi. Vâng. Thì em đi sinh nhật mấy người bạn về đến phòng thì tức là đến bạn gái em tức là em có uống rượu, say rượu á. Vâng. Và thì bạn gái em hôm đấy lại đi không có mặt ở phòng. Vâng. Thì em mới ngủ lại ở phòng thì lúc đó là em cũng say lắm rồi. Vâng. Thì em cũng ngủ ở phòng thì nửa đêm tỉnh dậy thì ở bên cạnh cô bạn của người đấy á. À, thế à? Tức là đây cũng không phải là em chủ động mà thực ra em say, mà đó là người bạn của người yêu em á. Vâng. Họ chủ động tấn công và để em thôi. Vâng. Dậy tỉnh dậy ra là em chẳng hiểu những cái chuyện gì đã xảy ra, là trên người cô cũng không có đồ, mà trên người em cũng không có đồ, và lúc đấy là bạn gái em, cô ấy em chẳng biết là có phải là bạn ấy điện cho người yêu em về hay là cô ấy vô tình cô ấy về thì bắt gặp em. Bây giờ em giải thích kiểu gì thì bạn gái em cũng không chịu hiểu cho em. Tức là khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy bạn và cái cô bạn gái ở chung bạn phòng kia. Bạn của người yêu em tức là ở cùng phòng đấy ạ. Là cùng ở trên một cái giường. Dạ vâng, ở giường ạ. Và cả hai người lại không mặc quần áo. Dạ không ạ. Vâng, và bạn đã cố hết sức của mình để làm lành với cô người yêu của mình, nhưng mà tất cả đều không thành đúng không? Dạ, cô ta vâng không ạ. Tin tưởng ở bạn nữa. Anh Đinh dạ. Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ờ chào em. Dạ em chào anh ạ. Ờ em ơi, cái cô bạn mà ngủ chung giường với em với không mặc quần áo gì đấy. Dạ. Thì nói như thế nào với em về cái chuyện này? Họ thì họ bảo là họ yêu em. Ừ. Thì em thì em bảo là em yêu, tức là người đấy là gọi người yêu em bằng chị, thì mà em bảo là em thừa biết tình cảm anh dành cho chị em, anh chẳng phải là người bắt cá hai tay. Ừ. Nhưng mà họ bảo là đến bây giờ nếu mà anh không, bây giờ anh đã ngủ với em rồi thì không là em sẽ đem chuyện này em nói với cả công ty của anh biết. Và từ hôm ấy đến nay thì chuyện đã lâu chưa? Dạ em xảy ra được hơn chục ngày rồi ạ. À, hơn chục ngày à? Từ hôm ấy dạ. Có gặp lại và có làm gì nữa không? Dạ từ hôm đấy thì là em không gặp lại người cái người bạn nữa, và em cũng tìm cách gặp lại người yêu em nhưng mà cô cũng tránh mặt em luôn. Rồi, rất là tránh mặt thì là chắc chắn rồi. Việc em không có tình cảm với cái cô mà đã nằm chung giường ấy thì em cứ phải luôn luôn khẳng định không sợ cô ấy đe dọa. Bởi vì việc một cô gái mà chủ động rồi là như em đã nói đấy, cũng là một cô gái đáo để đúng không? Và chắc chắn là cô cũng không dại gì cô đi cô nói với cơ quan em, bởi vì nếu nói với cơ quan thì cái người mà có lẽ là xấu hổ hay là đáng ngại chính là cô ấy chứ không phải em đúng không? Dạ. Cứ phải khẳng định là mình không có tình cảm gì. Thế còn với cái cô người yêu của em thì chắc chắn phải hết sức thông cảm với cô, rằng cô giận mới là đúng. Còn nếu cô vẫn cứ vui vẻ phớ lớ, vẫn cứ vui vẻ bình thường cười chứng kiến người yêu của mình như thế thì mới là đáng giận mình đúng không? Em cứ dạ. Tưởng tượng rằng nếu như một bữa nào đấy em lại đến phòng cô ấy mà em lại thấy có một anh chàng, dù anh ta có say rượu chăng nữa mà anh ta không mặc gì, anh nằm ở trên giường của cô, thì chắc là em dù cô có giải thích kiểu gì chắc em cũng không tin được đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Em cũng hiểu, nhưng mà bây giờ là em làm thế nào để cho bạn gái, người yêu em hiểu là em không có tình cảm gì với cái cô bạn của người của bạn gái em, và em không phải là người đến để lợi dụng. Mà em bây giờ em gọi điện thì không nghe, nhưng mà bạn của em ấy, đồng nghiệp của em ấy gọi điện thì cô ấy chỉ khóc suốt rồi. Ừ. Cô còn khóc, còn đau, còn sốc, chứng tỏ rằng cô còn tình cảm. Cho nên là, nhưng mà cũng phải để cho người ta thời gian nó nguôi cái việc này, việc nó quá lớn. Các cụ nói theo kiểu các cụ là chuyện tây đình đúng không? Không thể đòi hỏi được một vài ngày người ta quên đi xong rồi bây giờ mình ấy được. Em kiên trì, và đặc biệt là thế này, không tìm cách chứng minh cái sự kiên trì của mình là một cái sự chứng minh tốt nhất. Và cũng phân tích, nếu như có điều kiện lúc nào đấy mà gặp dần dần cô ấy có thể chấp nhận gặp gỡ, thì phân tích rằng là một cái người mà ở bên cạnh nhà ngủ với lại bản thân em này, sau đấy lại gọi điện báo tin, thì rõ ràng là phải có một âm mưu động cơ xấu đúng không?
Và mình mà lại kiểu như là bị sa vào bẫy của cái người mà đang tìm cách ly gián mình, hay là tạo cái mâu thuẫn giữa hai người, như vậy là bản thân mình thiệt thòi. Tuy nhiên thì phải có thời gian, và cũng không ai dám chắc chắn rằng là cô có thể tha thứ hay không. Dạ, vâng ạ. Cứ hy vọng rằng là cái sự kiên trì của em và tình yêu rất lớn của cô thì may ra mới có thể gọi là làm lành được, hoặc là giải quyết được cái vụ này nhá. Thế nhưng mà dù gì chăng nữa thì đúng là rút kinh nghiệm. Vâng, tôi thì hy vọng là cô người yêu của bạn sẽ nghe được những cái lời tâm sự chân thành của bạn trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cô ta sẽ tha thứ dần cho bạn. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Tĩnh. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hà Tĩnh. Dạ, anh ấy làm ơn cho em gặp bác sĩ được không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị nghe em nói đây. Chị làm ơn cho em hỏi, chị em đã chồng cách đây được 3 tháng nhưng không có về nhu cầu về quan hệ tình dục á. Thì chị cho em hỏi là em có bệnh gì và cách chữa trị như thế nào ạ? Cái thứ nhất là lấy chồng được 3 tháng rồi nhưng mà không thấy có nhu cầu quan hệ với chồng à? Dạ vâng. Không có bất kỳ một ham muốn nào, hoặc là bất kỳ cái cảm giác cái thỏa mãn nào cả. Trước khi mà quan hệ với chồng thì em còn, nó sẽ có những cái giây phút mà âu yếm gần gũi bên nhau, thì em có cảm xúc gì không? Không, em thấy rất là bình thường lắm. À, thế à? Không hề có một cảm giác. Ngay cả lúc đấy cũng thấy rất bình thường. Và đúng, trong khi mà quan hệ thì em cũng không thấy có đạt được một cái khoái cảm gì đấy, đúng không? Đúng. Ừ. Đúng. Thế chồng thì bằng tuổi em à, hay hơn? Dạ, chồng lớn hơn em 4 tuổi chị. Chồng lớn hơn em 4 tuổi. Bọn em yêu nhau lâu không? Nói chung chúng em yêu nhau cùng thời gian cùng tương đối 1 năm. À, yêu nhau được 1 năm. Anh nghĩ có phải là mối tình đầu của em không? Dạ, không ạ. À, không. Mối tình thứ mấy? Dạ, nói chung cùng thứ hai, nhưng mà mối tình đầu của em cũng chưa trải qua một nhu cầu quan hệ tình dục nào. Ừ, thế nhưng bây giờ còn mối tình đầu còn ý nghĩa gì, hay là còn đọng lại trong em nhiều không? Dạ không chị, nói chung là tất cả mọi cái tình yêu giờ em chỉ dành cho chồng ạ. À, thế và với chồng thì cũng lại là lần đầu tiên mà em quan hệ tình dục đấy à? Dạ vâng ạ. À, thế à. Ừ, chị muốn hỏi như vậy là để tìm xem là em có một cái ức chế về khía cạnh tâm lý nào không ấy. Ừ, thế có bao giờ trao đổi với chồng không? Dạ cũng có ạ. À thế à? Dạ nói chung cũng có, anh ấy cũng tìm đủ mọi cách để làm vừa lòng em nhưng mà em cũng không đạt được cái mục đích. À thế à? Thế trong khi quan hệ tình dục em có suy nghĩ gì không? Em có nghĩ đến cái gì khác không? Em có cái mong muốn là đạt đến một cái khoái cảm nào đó. Không tìm mọi cách, tất cả các cái mọi cách là người dồn tất cả các suy nghĩ vào nhưng mà không bao giờ đạt được cái điều đó vậy chứ. À thế à? Cũng không có nhiều thời gian để mà mình trao đổi sâu và nhưng mà có hai cái mà em sẽ phải hướng tới. Bởi vì như em đã biết, cái quan hệ tình dục là cái mà một trong những yếu tố nó làm cho hạnh phúc gia đình sẽ bền vững hay không, đúng không? Đúng. Thế thì một là cái không ham muốn này nó là do tâm lý. Ví dụ như cái tâm lý căng thẳng, hay là ví dụ như em lại thần tượng hóa quá về cái vai trò của tình dục, hoặc là em nghĩ đến cái khoái cảm nó là một cái gì đấy nó lớn lao và mình cứ cố phải đạt được, thì chính cái cố gắng, trong quá trình cố gắng như thế, tức là mình đã kiềm chế. Nếu như nó không phải ở mức độ như vậy thì có thể là chồng em cũng chưa làm thỏa mãn được em bằng cái cách nào đó, tác động vào những cái điểm kích thích như là cơ thể em mong muốn ý, thì điều đó là cũng cần phải trao đổi cởi mở với chồng để giải tỏa cái yếu tố tâm lý. Hay là nói cách khác, trao đổi với chồng để mà hai vợ chồng có thể đạt tới được cái sự hòa hợp với nhau nhá. Cái thứ hai là có thể do yếu tố nội tiết. Và nếu là do yếu tố nội tiết thì mình cần đến bệnh viện ấy để được xét nghiệm các cái hormone sinh dục ấy. Nó có thể là nó kém đi thì, và cái này thì nó lại rất là tinh tế, cái hormone đó nó rất là tinh tế và rất là nhạy cảm, thì cần phải được xét nghiệm và chẩn đoán một cách cụ thể để có thể là phải bổ sung hay gì đó. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng là cái yếu tố tinh thần đóng vai trò quan trọng trong em nhé. Vâng, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh chị. Vâng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của em là em muốn hỏi chương trình cho em một lời khuyên xem nào. Gia đình của em có 4 người, em được 2 cháu trai rồi. Vâng. Thế năm nay cháu lớn học lớp 8, còn cháu bé thì học lớp 3. Vâng. Nhưng mà thực sự em thấy nhà em, anh ấy không hiểu là tại sao con đẻ ra, nhưng mà chưa một lúc nào em thấy bố con có ngồi tình cảm một tí nào cả. Lúc nào cũng đi trở về nhà nó quát mắng con, chửi đánh, ngày nào cũng như ngày nào. Thế em à? Đi chợ, đi buôn, đi bán về, nhiều lúc em chán chẳng buồn về nhà.
em cũng không hiểu tại sao mà bao nhiêu lời khuyên của mọi người, của anh em, chú bác, của mẹ, rồi thì của vợ khuyên như thế, nhưng anh vẫn tính nào nết đấy. Bố cũng đi làm một ngày, đi làm xa từ sáng đến trưa về thì cứ chỉ biết chửi con là quét nhà suốt ngày sạch sẽ, nhưng mà thực sự là con nó quét rồi cũng mắn mắt con nó đi quét lại. Anh ta làm nghề gì vậy bạn? Anh làm nghề mộc ạ. À, thế còn với vợ? Với vợ cũng thế, mà anh lại có tính ghen lắm anh ạ. Thế à? Vâng ạ. Và bây giờ thì bạn rất là mong muốn là anh ta thay đổi tính nết em, đúng không? Em rất mong muốn là anh thay đổi, nhưng anh không thay đổi được, bao nhiêu lời khuyên của mọi người cũng không làm cho anh lung lay một tí nào. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Ừ, chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Ờ, ông xã năm nay bao nhiêu rồi? Ông xã em năm nay 37 rồi ạ. Ủa, 37 rồi kìa, trưởng thành rồi đúng không? Vâng. Ờ, ngày mà yêu nhau ấy, ông ấy có hiền lành dịu dàng tế nhị mà thích lắm không? Anh ơi, em lại đến này ngày yêu anh ấy, em có được yêu đâu. Lúc đấy em mới chỉ có 16 tuổi thôi. Em đang yêu một người khác ấy, thì em yêu cái người này được độ 7-8 tháng rồi. Cho đến một ngày cái anh người yêu cũ này, anh không biết là đợt em tức nhau với anh cái gì, thì anh bảo là ngoài anh ra anh không cho em lấy được người nào nữa. Thế em nghe câu nói của anh tức quá nên là anh này đến 1-2 tháng rồi em gật đầu em lấy luôn anh này, em có được yêu đâu, mà em có được tìm hiểu đâu. Em muốn là anh ấy thay đổi từ một người đàn ông rất là gia trưởng này, rồi sử dụng tất cả thứ bạo lực với vợ, với con, với mọi người đúng không? Trở thành một người dịu dàng, hiền lành, tử tế, đấy là một điều rất khó. Em biết là rất khó, không biết nào rất để thay khó đổi. Và con người đã 37 tuổi rồi, tất cả thứ nó ổn định rồi. Tính con người nó như thế nào thì nó cũng sẽ như thế. Nhưng mình có thể thay đổi, có thể cải thiện được tình hình bằng cái việc là phòng ngừa và né tránh. Người ta nói là chung sống với lũ. Mình chắc chắn rằng đã sống với nhau bao nhiêu năm, con cái đã hai đứa như thế, cũng không phải vì có thể tức bực gì mà có thể là bây giờ là bỏ nhau đúng không? Chắc là không nghĩ đến chuyện đó, phải không? Vâng, và chỉ muốn là nó tốt đẹp lên. Vậy thì không chuyển được anh ấy, không thay đổi được anh ấy, thì mình cũng lại phải có cái nhìn nhận lại vấn đề của nó. Con nó lớn rồi, lớp 8 rồi, lớp 6 rồi, mình không thay đổi được bố nó, thì mình có thể uốn nắn con mình. Mình có thể tâm sự rằng là mẹ rất là thương các con, các con cũng không đến nỗi nào, nhưng mà thôi bố thì cũng có những cái nóng tính này, rồi bố như thế này thế khác này, thôi các con nếu mà thấy bố nóng lên thì phải chạy thế này này, nếu bố nói thì cứ vâng ạ mà chấp nhận mà làm này, đừng có mà cãi bướng này, cãi bướng nhiều khi thì bố lại thế nọ thế kia. Thật ra anh ấy cũng không phải cầu kỳ đến mức độ sạch sẽ, mà cũng muốn thể hiện rằng ở nhà này mình cũng là to nhất đúng không? Nói một cái là vợ phải im, nói một cái là con phải thế nọ thế kia, quát mắng thực ra chỉ để thể hiện cái quyền lực của mình đối với vợ con, để thấy rằng mình oai nhất, to nhất ở cái nhà này. Cho nên là mình né tránh những cái tình huống mà có thể xảy ra mâu thuẫn này, không có đòi hỏi gì quá lớn này, mình nhìn con người với ở cái góc độ tích cực hơn này, rằng là anh ấy nóng tính thế nhưng mà thử xem, chẳng hạn như là cũng chịu khó đi làm này, cũng mang tiền về chia sẻ đóng góp với gia đình, với con này, rồi cũng vấn đề A vấn đề B, tìm ra những cái điều mà anh ấy không đến nỗi quá tệ, để mình có thể phần nào mà nhìn nhận anh ấy một cách nó tích cực hơn. Mình, cái nhìn của mình tích cực thì cái ứng xử của mình cũng tích cực, và cái ứng xử của mình tích cực thì cũng lại làm cho anh ấy nó cũng dịu hơn đi một chút. Một con người mà con thì tránh, vợ thì suốt ngày kêu ca, rồi là còn phải lôi cả họ hàng, ông bà bố mẹ vào để mà rút kinh nghiệm, mà dạy dỗ một người đàn ông như thế, thì ông ấy cảm thấy rằng là như vậy là trong mắt mọi người, trong gia đình, trong mắt vợ con mình là một cái thằng mà kinh khủng lắm đây. Đã thế thì lại càng điên cuồng, lồng lộn lên. Bản thân con người, người ta chỉ thấy rằng là nếu như mà cái hình ảnh rất đẹp trong mắt vợ con, được kính trọng, quý nể, thì người ta mới càng cố gắng để thể hiện. Còn cứ chê trách nhiều quá, hoặc là tìm cách uốn nắn dạy dỗ như là một cô giáo đối với một đứa trẻ, thì có khi hiệu quả nó lại không tốt bằng, đúng không? Cho nên là thế này, có một cái cách sống là ta không ngăn được lũ thì ta hãy tìm cách chung sống với lũ, để sao cho cái hậu quả nó không lớn, nó không mang lại những cái phiền phức quá lớn đối với cuộc sống của bản thân và của các con nhé. Vâng, tôi hy vọng là gia đình của bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và êm ấm. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Dạ, anh ơi, anh cho em hỏi là
sức khỏe đây, có nghĩa là hơn 3 tháng rồi anh. Vâng. Mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là mang thai á. Vâng. Mà em muốn hỏi nhiều người thì người ta nói nhiều về nhiều cách là quan hệ, nhưng mà đến nay chính thực là em lấy vợ mấy tháng em vẫn chưa biết là quan hệ vào cái thời điểm nào là mình sẽ mang thai đây. À thế à, lấy vợ được 3 tháng rồi, bạn năm nay bao tuổi rồi? Em năm nay 27 anh ạ. Thế à. À, và từ khi lấy nhau thì mới có quan hệ tình dục đúng không? Trước thì các bạn đã... Trước đó thì thật ra em cũng có quan hệ đấy anh ạ. Quan hệ với nhau rồi? Dạ vâng. Và có dùng biện pháp tránh thai nào cái thời kỳ đó không? Không có một biện pháp anh ạ. À, và đến khi lấy nhau 3 tháng nay cũng không dùng biện pháp tránh thai nào cả? Dạ. Nhưng mà chưa có em bé đúng không? Dạ. Và cái chuyện mà có em bé thì là cả mong muốn của cả gia đình đúng không? Dạ vâng. Chị Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ, chị chào em. Em chị ạ. Ừ, thực ra thì lấy nhau được hơn 3 tháng thì và gần gũi nhau không áp dụng biện pháp tránh thai nào mà chưa có con thì cũng chưa phải là vấn đề gì mà phải tính lắm, mà phải lo lắng lắm nhá. Nhưng mà tuy nhiên mình là mong mỏi có con luôn thì mình cũng chú ý hơn một chút về cái việc mà làm thế nào để mà gần gũi nhau để mà có con. Thì em có nói rằng là em không biết là quan hệ vào thời điểm nào, đúng không? Ừ, cái thời điểm mà để cho cái tinh trùng ấy, tức là khi mà tinh trùng của người nam giới mà có thể gặp được trứng của người phụ nữ ấy, thì nó phải rơi vào cái thời điểm rụng trứng, đấy là ở giữa chu kỳ kinh nguyệt. Thế và cái chu kỳ kinh nguyệt này thì là không biết là em có trao đổi với vợ không, thì mình ừ thì mình có thể nắm được cái khoảng thời gian giữa của chu kỳ kinh nguyệt. Thế vợ thì chu kỳ kinh nguyệt có đều không em? Dạ, mấy bữa trước cũng đều nhưng mà có gần đây là sớm hơn mọi khi chị. Sớm hơn là bao nhiêu ngày? Dạ, sớm hơn 4 ngày. Thỉnh thoảng nó có một cái tháng sớm hơn thì nó cũng chưa phải là cái gì đáng tính cả. Dạ. Ờ, cũng có thể là vì do căng thẳng quá, do cái tâm lý ấy, nó lo lắng quá mà nó làm cho thay đổi chu kỳ kinh nguyệt đi nhá. Dạ. Thế đều đều của vợ em thì là bao nhiêu ngày? Vợ em ra là ngày 12 đó chị. Ừ, đến ngày thứ bao nhiêu của tháng sau lại thấy? Lại như lần trước là ngày 12 chị. À, tức là khoảng 29-30 ngày, đúng không? Vâng. Như vậy, cái thời điểm rụng trứng ấy, nó sẽ vào cái khoảng ngày thứ 15 và 16 ở giữa cái chu kỳ kinh nguyệt đấy. Và nếu quan hệ vào trước sau cái tuần mà quanh cái ngày 16 ấy thì khả năng mà thụ thai nó sẽ là cao hơn. Thế thì ở hiệu sách họ cũng bán khá nhiều sách để nói về cái chuyện đó, nếu không nếu mà mình không dành ấy thì mua sách về và cả hai vợ chồng cùng xem. Nhưng có một cái yếu tố rằng là ở bản thân em thì có vẻ lo lắng bức xúc, nhưng cũng đừng dồn cái mong mỏi và đừng dồn cái áp lực mà có con như vậy đến cho người phụ nữ, là bởi vì nếu mà người phụ nữ lại cũng căng thẳng quá ấy thì cái việc căng thẳng và về tâm lý đấy nó có thể làm cho cái quá trình rụng trứng nó bị biến đổi đi, nó bị thay đổi đi nhá. Ừ, cho nên là mới có 3 tháng thôi, người ta nếu mà trên 1 năm mà chưa có con, gần nhau trên 1 năm chưa có con thì người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện đi tìm hiểu nguyên nhân, còn mới trên 3 tháng thì cũng chưa phải là vấn đề gì cần đặt ra đâu. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thái Bình. Em chào anh ạ. Vâng. Dạ, em quen anh ấy 1 năm. Anh ấy thì có gia đình trước khi quen em á, là đăng hôn rồi. Dạ. Bây giờ em về quê á, thì anh ấy ở trong đấy lại quen một người khác á. Vâng. Dạ, bây giờ em không biết làm sao á. Em gọi chương trình để nhờ xem lời khuyên ạ. Anh ta, bạn nói là anh ta ở trong đấy là anh ta ở đâu? Trong Đắk Lắk ạ. Trong Đắk Lắk cái gì? Dạ. Thế làm sao mà một anh ở trong Đắk Lắk mà bạn lại ở Thái Bình lại quen nhau được? Dạ em ở trong đấy mà, em về quê chơi thôi. À, bạn thì đang về quê chơi thôi. Dạ. Thế bao giờ dạ. bạn lại quay lại? Em về thì nếu mà công việc em trong đấy ổn định thì em lại vào tiếp ạ. À, thế dạ. và khi bạn đang về quê chơi thì lại nghe tin anh ta trong đó có bạn gái khác rồi. Dạ. Làm sao mà bạn biết được? Anh ta kể dạ. bạn à? Em hỏi người nhà cái... Em cũng, thế là em cứ hỏi anh á. À. Dạ, thì anh cũng công nhận. Anh ta cũng nói là anh ta có bạn gái rồi. Dạ. Thế bạn mong muốn điều gì? Bây giờ em phải làm sao á? Và cũng muốn anh ấy quay lại em á. À, bây giờ dạ. anh, bây giờ mình phải làm thế nào để anh ta quay lại yêu mình thôi đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ.
Ừ, em nói là em quen anh một năm. Ừ thì quen, nhưng đã bao giờ anh ấy thể hiện, anh nói là tỏ tình yêu em chưa, hay là rồi là mong muốn rằng sẽ tiến tới xa hơn, thành vợ thành chồng không, hay là cứ quý dạ. mến yêu thương thôi? Dạ có anh ạ. Ừ. Anh đã nói là sẽ cưới và lấy. Ừ. Nhưng chưa nói với gia đình em thôi ạ. Ừ thế hả? Dạ. Em có tin anh ấy là yêu mình thật không? Dạ em cũng tin. Ừ. Chứ không nghĩ rằng là lúc gặp mình thì anh nói mình, trong gặp cô khác lại cũng nói thế đúng không? Hôm trước á, em có điện thoại thì anh nhắn tin anh nói là dùng điện thoại cho anh nữa. Ừ. Dạ. Anh lấy người khác. Ừ. Anh nói em thế. Thế thì em ơi, em nói rằng yêu nhau một năm rồi mà chỉ xa nhau có vài ngày Tết mà anh ấy nói rằng là đã đi yêu người khác, lấy người khác. Thế chứng tỏ rằng cái mối tình ấy nó cũng bé bằng một tí mà, mình tiếc gì mà mất, mình tiếc. Thử thách qua bao nhiêu sóng gió thì mới biết tình cảm vững bền hay không. Bây giờ em mà giữ làm sao được anh ấy, mới có rời ra có mấy ngày đã mất, thì chứng tỏ rằng cái đó không đáng tiếc. Nếu như quả thật sợ rằng thế này, anh ấy đang đi chơi với bạn gái, anh cứ thấy có một cái cô ở Thái Bình nhắn tin là với kiểm tra, thì anh ấy hơi ngượng ngượng với người ta, nghĩ rằng là bị quản thúc, cho nên anh ấy nói vậy. Thế còn nếu như quả thật là anh ấy không còn tình nghĩa gì mà nói rằng là anh sẽ lấy người khác trong dịp em về Tết ở đây buồn quá, anh lại kiếm được một cô rồi đấy, thì chứng tỏ rằng là mối tình này mất cũng không đáng tiếc. Người ta chỉ tiếc cái gì đấy nó sâu nặng đằm thắm, ta mất công gây dựng bao nhiêu lâu, nó đáng giá. Thế còn một cái mà dễ đến dễ đi, hơi một tí thì có thể mất, như vậy thì mất cũng không đáng tiếc, bởi vì cuộc đời với nhau còn rất là dài. Nếu em có lấy được anh ấy chăng nữa, và với một con người mà có thể dễ dàng thay đổi như thế, thì rồi chẳng lẽ mình cứ nhốt anh ở nhà, hay là xích anh vào góc nhà để mà coi à, đúng không? Cho nên là nếu hy vọng rằng tất cả chuyện này chỉ là cái chuyện bình thường thôi, thì ngày Tết thì cũng cần có người bạn để đi chơi Tết vui vẻ. Nếu trở lại mà mọi sự rất là ổn định tốt đẹp thì không sao. Thế còn nếu như chẳng may, nếu trở lại trong đó mà tình cảm anh đã thay đổi rồi, em phải nhìn về vấn đề này một cách tích cực, một cách khác hơn. Rằng may quá, trong cái rủi này có cái may. May mình về Tết mấy ngày mà phát hiện ra lão này là một cái lão gì không đàng hoàng tử tế. Đã thế ta cũng chẳng cần, ta còn khối cơ hội khác. Nếu không ta về Thái Bình thì lấy chồng, đúng không? Bạn đang nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Dạ. Vâng, chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Hello. Vâng. Ý là em muốn hỏi là giống như là ngừa thai về, giống như là em chuẩn bị sinh mà em không có ngừa mấy cái, em tính là hỏi là ngừa giống như là mấy ngày nào á. Bạn đã có gia đình chưa? Dạ có. Bạn đã có con chưa? Chưa. Thế bây giờ bạn muốn tránh thai hả? Dạ. Bạn muốn tránh thai trong thời gian bao lâu? Là thì mấy năm cũng được. À, chắc là cả hai bạn đều chưa có điều kiện để có con, để nuôi con à? À thế à. Và bạn thì lại không muốn dùng thuốc à? Dạ. Chỉ muốn tránh thai theo cái cách tính chu kỳ kinh nguyệt thôi đúng không? Dạ. Và bạn đang muốn tham khảo xem là vào những ngày nào thì an toàn đúng không? Dạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Dạ. Chị chào em. Dạ em chào chị. Thế bây giờ em đã biết những biện pháp tránh thai nào rồi? Dạ, hai đứa em vẫn bình thường, giống như là em không có ngừa thai, nhưng mà giống như quan hệ là không có nảy vô. Tức là vẫn cứ áp dụng bằng cái biện pháp mà gọi là xuất tinh ra ngoài gì? Dạ. Quan hệ với nhau như thế lâu chưa? Cũng cỡ 6 tháng. À, cũng cỡ 6 tháng rồi. Và trong cái quá trình mà quan hệ như vậy thì lần nào hai em bị nhỡ kế hoạch chưa? Chưa. Thì đấy cũng là một cái biện pháp tránh thai mà hai em đã có kinh nghiệm rồi đấy, nhất là bạn trai. Thế nay lại hỏi biện pháp nào nữa? Nhưng em muốn là giống như là mấy ngày như bây giờ chỉ cho 1 tháng thôi. Thì em nghe nói là có mấy ngày là mình quan hệ bình thường nhưng mà vẫn không có con. Rồi, thế thì đấy là cái cách tránh thai là tính theo chu kỳ kinh nguyệt. Dạ, đúng không? Theo chu kỳ. Thế tính chu kỳ của em có đều không? Đều chị. Đều ha, bao nhiêu ngày? Em có hôm mùng 1. Đến bao giờ em lại có kinh lại? Thì cũng mùng 1. Như vậy là có vẻ như là cứ 28, 29, 30 ngày thì em lại có kinh đúng không? Dạ. Em thấy là ngày mùng 1 này thì đến ngày 15 hoặc ngày 16 là cái ngày rụng trứng nhá. Như vậy thì người ta
tránh thai là bằng cách vào những cái ngày rụng trứng ấy thì hạn chế quan hệ. Thế thì xác định cái ngày rụng trứng là cách cái ngày 15, 16 ấy, 4 ngày trước và 5 ngày sau, rõ chưa? Dạ. Ừ, thì là sẽ thoải mái hơn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Định. Dạ, alo. Vâng. Em xin chào chương trình ạ. Câu hỏi của em là em và người ấy quen nhau cũng được 2 năm rồi. Vâng. Nhưng vì gia đình của em không chấp nhận anh nói nên bọn em cũng bị trục trặc trên chuyện tiến tới hôn nhân với anh. Ờ, làm sao mà gia đình bạn lại không chấp nhận anh ấy? Dạ, vì em là một người bình thường, còn anh ấy là người khiếm thị. À, anh ta bị khiếm thị. Các bạn yêu nhau lâu chưa? Dạ, khoảng 2 năm rồi. À, 2 năm nay rồi. Và anh ta là cái người mà đàn ông mà bạn quyết tâm là sẽ lấy làm chồng đúng không? Thế nhưng mà gia đình bạn thì chắc là thương bạn, bởi vì nếu mà bạn thành hôn với một người khiếm thị thì sẽ là rất là vất vả cho bạn đúng không? Chính vì cái sự yêu thương bạn như vậy, đâm ra là gia đình bạn cũng chưa đồng ý để bạn có thể kết hôn với anh này. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ôi chào em. Dạ em chào anh ạ. Ờ, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa anh em 21. À thế hả? Em còn học hay đi làm rồi? Dạ em hiện đang làm. Em cũng đi làm rồi hả? Có cuộc sống cũng độc lập, có lương, có nước đàng hoàng rồi đúng không? Dạ nói chung thì cuộc sống của em thì về điều kiện nhà em nói chung đông chạy nhiều em nên em cũng tự ra đời kiếm sống không? Không có được ổn định như... Không, em muốn hỏi thế bởi vì em đã dự định yêu thương một người. Yêu thì rất dễ, nhưng rồi để mà thành vợ thành chồng, chung sống với nhau, nương tựa vào nhau hạnh phúc là một chuyện không đơn giản như chuyện là ngồi cạnh nhau, nắm bàn tay nhau rồi ôm ấp yêu thương đâu. Cho nên anh muốn hỏi thế bởi vì em đã xác định em định là lấy anh ấy, em sẽ phải là chỗ dựa cho anh ấy, đúng không? Và chỗ dựa nhiều thứ, trong đó là có cái công việc, rồi cuộc sống, rồi ổn định. Anh ấy thì khiếm thị đúng không? Đến mức độ nào hả em? Dạ thưa anh, là anh ấy bị khiếm thị khoảng được 10 năm nay rồi anh. À. Anh ấy cũng tuy như vậy nhưng mà anh ấy cũng là một người có nghị lực. Ừ. Anh cũng bươn chải mà rồi anh ấy cũng làm công việc mà việc kia phù hợp với điều kiện mà anh có thể làm được. Ừ. Nghĩa là bây giờ anh ấy cũng có thể kiếm việc này việc khác và cũng đang tự nuôi sống bản thân được. Dạ. Em ơi, 2 năm vừa rồi anh ấy có qua lại bên em gia đình nhiều không? Dạ thưa anh ấy cũng đến nhà em nhưng mà lúc đầu thì có những anh chị của anh ấy chờ đi. Ừ. Sau đó anh tính không thích là muốn nhờ cậy người khác ấy. Anh tự đi dịch vụ taxi rồi. Ồ. Đón mình đây nhưng bà nhưng mà cũng hơi phải tốn kém. Hiện nay anh ấy đang sống với ai em? Có gia đình nhưng mà anh không sống ở gia đình mà nơi tự lập. Anh ấy thuê nhà. Đi xa nhà để mà làm việc chứ tại địa phương không có điều kiện làm. Tức là ví dụ như em ở Bình Định này nhưng mà anh lại vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc chẳng hạn, phải không? Đúng không? Dạ đúng. Còn em thì lại vẫn ở Bình Định. Có bao giờ hai đứa ngồi bàn với nhau thật kỹ về cuộc sống tương lai, rằng là nếu như bố mẹ đồng ý thì chúng mình cưới nhau, sau đấy em vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng anh, xong chúng mình thuê một gian nhà, xong rồi anh thì làm cái này, em thì làm cái khác để nương tựa vào nhau để sống hay không? Hay là lúc ngồi cạnh nhau chỉ nắm tay nhau nói lời yêu yêu thôi? Còn em thì chủ yếu qua điện thoại anh dành nhiều cho con, vì điều kiện anh không có được gặp gỡ nhưng thường xuyên. Cái chuyện một người khiếm thị mà yêu một người bình thường thì là hết sức bình thường, bởi vì ở cuộc đời không ai biết là ai là khiếm thị đâu. Hôm nay thế như rồi, chẳng may vì một lý do ABC nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành người khiếm thị ngay trong ngày mai, đúng không? Cho nên là về mặt phân biệt không có cái gì để đáng ngại lắm. Quan trọng nhất nếu hai người đã thương yêu nhau thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn hơn những đôi bình thường khác. Bên cạnh cái việc mà trao nhau tình cảm yêu thương, phải bàn thật
kỹ về cuộc sống tương lai, nói qua điện thoại chắc rất là khó. Nếu có dịp hai người gần nhau, em phải cùng anh ấy cũng như là vạch một cái kế hoạch dự định cho tương lai. Mình có phải vững tin, mình có thể chắc chắn thì khi mà bố mẹ có ngăn cản nói rằng là chúng mày lấy nhau rồi chúng mày làm gì mà ăn, rồi sống làm sao được, người ví dụ xin lỗi là người sáng mắt còn khó kiếm ăn, huống chi như lại người khiếm thị, ví dụ như thế, mình hoàn toàn có đầy đủ lý lẽ, chúng con bàn nhau kỹ rồi. Hiện nay anh tuy là như thế nhưng anh ấy đang làm cái việc nọ việc kia ở trong thành phố, cũng hàng tháng kiếm được tiền không kém gì người bình thường, mà thậm chí còn hơn cả một số người lười biếng nữa. Con cũng xác định là nếu như con chẳng có ngại khó khăn gian khổ, nếu mà được cùng anh ấy thì con sẽ làm điều này điều khác. Phải có được những cái vững tin ở bản thân thì rồi cuối cùng mới thuyết phục được người khác. Thế còn nếu chỉ cứ năn nỉ theo kiểu như là trẻ con đấy, mẹ má cho con yêu anh ấy đi, hay là ba đồng ý đi, thì khó lắm đúng không? Mình phải, có lẽ mình phải lớn lên một chút nữa, và mới có 21, nếu như mà có thể chăng nữa thì cũng chắc là chưa dự định cưới xin năm nay đúng không? Ừ, thì bàn nhau kỹ. Nhưng mà gia đình anh ấy thì cũng cũng đồng ý, nhưng mà còn bên phòng gia đình của em. Ừ, chủ yếu là gia đình em thôi. Em cũng đã thưa với ba má, nhưng mà ba má cũng rất là quả quyết anh. Thì nếu có anh ấy thì không có ba má, cô như ba má sinh con chốt từ nhỏ. Ba má em cũng phản đối quyết liệt, nên em nghĩ chắc khó lắm anh. Em ơi thế này này, anh chưa thấy một trường hợp nào ba má từ con chỉ vì con nó chọn được đúng đường đi, nó thương yêu một người mà đáng ra rất là phải quý trọng. Chắc là bố mẹ cũng không muốn mình vất vả khổ sở sau này, cho nên nói lời dọa nạt như thế. Và những lời dọa nạt đấy thì thường là có hiệu quả đối với những cô gái quá nhút nhát và thiếu cái sự tự quyết. Chứ còn thì bao giờ cũng thế, bố mẹ bảo là một là lấy nó, hai là từ bố mẹ. Chưa có trường hợp nào bố mẹ từ con chỉ vì con dám quyết định lấy người mình yêu thương và sau đấy lại gắn bó có hạnh phúc cả. Đừng có quá ngại cái điều đó. Còn lúc này chưa phải là lúc mà bàn ngay đến cưới thì các cụ cứ nói thế. Chứ nếu mà anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, anh về này cùng với gia đình anh ấy này, kéo đến gia đình nhà mình này, có lời thưa chuyện ở cấp độ người lớn rất đàng hoàng và cái kế hoạch rất cụ thể rõ ràng, chắc chắn sẽ cùng nhau tháo gỡ được khó khăn. Còn hiện nay là em cứ đơn thương độc mã, mỗi mình cứ đi ngồi vận động bố mẹ thì cũng hơi khó một chút, phải có kế hoạch dài dài một chút nhé. Và đang nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Ninh. Dạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, câu hỏi của em là em hỏi cho người yêu của em sau khi đến 4 tháng là mới là bị đau bụng rồi anh ấy. Tức là người yêu của bạn đến tháng để đau bụng ở cô ta bao nhiêu tuổi rồi? À, 21 tuổi ạ. Thế à, đau nhiều không? Đau dữ dội à? Đau quằn quại à? Vâng. Hay đau lâm nhẩm? Một ngày một đêm ạ. À, đau mất một ngày một đêm. Không ăn được gì, không uống được gì à? Vâng ạ. À, thế à. Mà mới yêu nhau đã quan tâm đến người yêu thế rồi kìa. Vâng ạ. Chị Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Cái chuyện đau bụng kinh của phụ nữ ấy, thì vâng, thường là nó xảy ra đấy. Nhưng mà có những người thì nó đau nhẹ nhẹ thôi. Thế có những người thì là nó đau từ trước khi có kinh cũng đau ghê lắm, xong đến lúc có kinh ra xong thì hết đau. Thế có người thì đau suốt trong mấy ngày có kinh. Thế và như là và có người thì đau đến cái mức mà ngất xỉu đi ấy. Thế và cái đau bụng kinh ấy thì nó có những cái cơ chế, ví dụ như là khi mà có kinh thì nó tiết ra một cái chất nội tiết rất là sinh lý thôi. Nếu mà cái chất nội tiết này nó nhiều thì nó sẽ làm cho cái cơ dạ con nó co bóp rất là mạnh. Thế và nó sẽ gây đau rất là nhiều nhá. Đây là gây đau dữ dội. Hoặc là nó do cái tư thế của tử cung mà nó cũng làm cho cái người phụ nữ thấy đau, hoặc là đau bụng, hoặc là đau lưng vân vân. Thế trong trường hợp mà bạn gái của em ấy
là đau rất dữ dội và đau một ngày một đêm. Thì không biết là bạn ấy đã làm cái gì để giảm đau hoặc là để vượt qua những cái ngày đó chưa? À, với bộ uống thuốc giảm đau đó. Ừ, nếu mà bạn ấy uống thuốc giảm đau mà nó đỡ được thì là cứ như vậy mà dùng thôi. Thế còn có những người mà đau quá mức ấy thì người ta còn phải dùng cái thuốc gọi là thuốc để làm giảm co bóp của dạ con ấy thì nó cũng đỡ đau hơn. Tuy nhiên rằng là chỉ có bạn ấy sẽ biết rằng là bằng cái cách nào đấy thì nó sẽ giảm đau. Có thể nói với bạn ấy là trong cái ngày mà đau đấy thì là mình chườm bụng này, lấy nước nóng mà chườm bụng này, hoặc là ngâm chân nước ấm, thì thêm vài những cái liệu pháp rất là đơn giản như vậy nó cũng giảm đi được, là mình cũng đỡ phải uống thuốc giảm đau hoặc là uống thưa nó ra thì cũng phải khắc phục thôi. Còn nếu mà nó đau quá mức mà bất thường thì cẩn thận nữa, thì một hôm nào đấy thì nói bạn ra bệnh viện thì kiểm tra xem là liệu có phải là gì bất thường không. Nhưng mà cũng rất nhiều bạn đau theo cái kiểu bạn gái của bạn đấy mà không phải là một cái bệnh lý gì cả nhá. Bạn yên tâm hơn gì chưa? Xin chào bạn nhá. Hy vọng trong cái thời gian tới khi đã ổn định cuộc sống và có gia đình thì cô ta sẽ hết đau bụng như vậy nữa. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Chị em hỏi mà năm nay là em 22 tuổi rồi mà đi ngủ buổi tối hay là ngủ buổi trưa mà vẫn hay mộng tinh ra. Bạn lập gia đình chưa? Dạ, em chưa. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Chị chào em. Vâng, em thật chị ạ. Nhớ không em? Cũng nhớ. Lần chập thì em thì tuần bị thì bị 2 lần, có tuần thì bị tận 5 lần cơ. Thế à? Cái chuyện mà mình bây giờ mình đang 22 tuổi mà mình mộng tinh là chuyện hết sức bình thường nhá. Mình không phải lo gì đâu nhá. Bây giờ mình đang ở trong cái giai đoạn phát triển rất mạnh của cơ quan sinh dục, thế và mình mộng tinh một tuần 2-3 lần là chuyện cũng bình thường. Em không có gì phải nghĩ cả. Chỉ có điều là ví dụ nếu như có thủ dâm thì cố gắng là thứ nhất là phải giữ vệ sinh ấy. Thứ hai là những cái hành vi của mình nó vừa phải, nhẹ nhàng, nó không gây tổn thương cho cơ quan sinh dục là được nhá. Trừ trong những cái trường hợp mà mình ví dụ mình lạm dụng sách báo, tranh ảnh hoặc là internet hoặc là những cái tức là dùng những cái hình ảnh hoặc là chuyện để mình kích thích nó nhiều thì không nên. Không nên lạm dụng. Thế còn nếu như mà em vẫn sinh hoạt bình thường, chế độ học tập, chế độ làm việc của em bình thường mà một tuần em 2-3 lần là chuyện hết sức bình thường, mình đừng lo lắng gì nhá. Vâng. Thế nhá, chị chào em. Em chào em. Vâng, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Giang. Tớ gọi ba đứa con là vợ cũng mất sớm thì tớ cũng buồn, tớ bảo là thôi tớ cũng chẳng cần lấy ai nữa đâu. Nói chung là cũng không phải là gì vì lý do gì. Nó khác tự mất rồi thì không biết làm sao. Thì bà có một người bạn được kèm ấy. Thì nó bảo là lấy sọ đi là vay tiền ngân hàng đi mua đất đai ấy. Bây giờ em có nên đi theo hay là không nên đi theo hả chị? Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Hiện nay cái việc lớn nhất của mình là giữ gìn sức khỏe để đi làm và nuôi ba đứa con. Một người gả chồng nuôi con đã cực kỳ vất vả. Lại còn thêm cái cô nào đấy gả mua đất với lại vay sổ đỏ, cắm sổ đỏ vay ngân hàng thì nói không với tất cả những điều đó nhá. Thực ra không phải là mình sợ cô ấy lừa đảo gì mình. Nhưng mà cứ dính đến cái chuyện là nói chứ vay mượn này, thế rồi lại cắm sổ này, thế rồi cuộc sống nó không biết thế nào một lần rồi ngộ nhỡ mình thật thà, những cái mình đang có là cái rất là quý giá, thế thì đừng để buông với nó. Thế còn thì nếu một cô nào mà cô quý mình, cô cứ thương mình, cô cứ đến cô chăm mấy đứa trẻ rồi cô ấy lại chăm cả mình nữa thì mình chẳng từ chối làm cái gì cả. Nhưng mà người ta với điều kiện là người ta không đòi cầm sổ đỏ của mình, người ta không gạ mình bán đất hay là chuyển nhượng cái gì vì liên quan đến tài sản nhá.
chỉ có trừ trường hợp mình làm ăn thua lỗ hoặc là mình có nhu cầu bán nhà đất đi rồi là để mình mua lại một cái nhà nhỏ hơn để nó thừa ra một số tiền để mình đầu tư kinh doanh để cho nuôi con cái nó đỡ vất vả thì mình cũng cần phải tư vấn luật pháp để xem các bác ấy hỗ trợ thế nào. Còn thì không có cô nào hay anh nào có thể gả em đưa sổ đỏ hay là đưa hộ khẩu rồi cầm cố gì nhà đất nhá. Kể cả những lúc mà ngây ngất nhất cũng phải tỉnh táo nghe chưa. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh ạ. Vâng. Cảm ơn cửa sổ về yêu nhá. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Alo, em vâng, chị ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Em xin hỏi là hôm trước em có đi kiểu dạng như là thư giãn ấy chị. Vâng. Thì em vào trong đấy thì người con gái thì người ta dùng tay và mồm kích thích vào gương vật của em giúp xuất tinh ạ. Vâng. Thì em hỏi thế thì ông có bị lây HIV không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn và sẽ cho bạn những cái lời khuyên. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi mình? Vậy em 18 ạ. Vâng. Thế mình đã bao giờ đi làm như thế chưa? Vậy em chưa, hôm nay em không vừa bị rủ dây rồi ạ. Bây giờ sợ không? Dạ em sợ ạ. Thế bây giờ bạn rủ đi nữa có đi không? Dạ em không ạ. Thế hả? Vâng. Chị muốn nói với em rằng là đôi khi chỉ vì những cái hành vi mà mình không ý thức hết được cái hậu quả của nó và chỉ vì một tí cả nể thôi và mình sẽ mang cái mối lo lắng đấy nó đeo đẳng rất là lâu với mình. Chưa kể sau này mà cô nào ở gần nhà mình mà cô lại biết là mình đã đi như thế, mình đã làm như thế thì sẽ có rất nhiều điều nó kéo theo đằng sau đấy nhá. Năm nay mình còn rất trẻ, cơ hội ở đằng trước mình vô cùng nhiều và cám dỗ đằng trước mình không phải là ít. Mình không làm chủ được điều đấy thì sau này mình sẽ rất lo lắng trong cuộc sống em ạ nhá. Thế còn cái việc mà có dùng tay và dùng miệng để kích thích vào cơ quan sinh dục của em mà có lây HIV hay không thì em hỏi như vậy ngay lúc này chị cũng không thể trả lời chắc chắn được. Nếu như cô ấy là người không có HIV thì cái hành vi mà mình quan hệ tình dục bằng miệng cũng như là bằng tay thì nó cũng chỉ là một trong những cái hành vi quan hệ tình dục thôi. Với điều kiện là ví dụ cô ấy không làm xây sát đến cơ quan sinh dục của mình. Thế còn trong trường hợp mà bây giờ mình rất lo lắng đấy là bản thân cô ấy bị nhiễm HIV đúng không? Vâng. Thực ra mà nói thì nếu như bản thân cô ấy mà có nhiễm HIV thì trong nước bọt ấy, thì cái lượng HIV ở trong nước bọt nó cũng không phải là nhiều lắm. Thế chính vì thế mà nếu như kể cả hôn nhau với người nhiễm HIV thì cũng không phải là một trong những cái đường lây của nhiễm HIV. Nhưng nếu như trong trường hợp là cô ấy có những cái tổn thương ở trong miệng, ví dụ như là có những cái nốt nhiệt miệng này hoặc là những cái ổ viêm nhiễm ở trong khoang miệng hoặc là trong lưỡi hoặc trong hầu họng vân vân, mà những cái ổ đấy nó có xuất tiết dịch dịch tiết ra thì trong dịch tiết đấy nếu có HIV thì cũng có khả năng là làm lây nhiễm HIV cho mình, bởi vì khi mà quan hệ tình dục bằng đường miệng thì khả năng làm xây sát, kể cả xây sát vi thể, tức là những cái mà mình không nhìn thấy được, là có khả năng nó có thể có đối với cơ quan sinh dục của em. Nhưng mà chị thì chị cũng hy vọng là trường hợp của em thì nó cũng không phải là nhiều ấy. Thế bây giờ mà muốn để biết chắc chắn là có nhiễm HIV hay không thì chỉ có một cách duy nhất, đấy là đi làm xét nghiệm. Nhá. Đi làm xét nghiệm thì em phải làm xét nghiệm 2 lần. Tức là ngay bây giờ thì em có thể đi làm xét nghiệm lần đầu, sau đó ít nhất từ 3 tháng trở ra, 3 đến thậm chí 6 tháng sau mình đi làm xét nghiệm lại một lần nữa. Nếu như kết quả là âm tính thì mới chắc chắn là mình không bị nhiễm HIV, bởi vì nó còn thời gian cửa sổ nữa. Nhá. Đừng băn khoăn về cái chuyện là sớm hay là muộn nữa, mà quan tâm đến cái việc là thay đổi cái hành vi của mình ý, để không bao giờ phải mang cái nỗi lo lắng đấy vào trong người nữa em nhé. Nhưng cái đấy xác suất em có cao không hả chị? Xác suất cao hay không là nó phụ thuộc vào cái cô bạn gái kia kìa. Là cô ấy có bị nhiễm hay không. Nếu cô ấy là người bình thường mà không bị nhiễm HIV thì cái khả năng đấy là khác. Và kể cả cô ấy là người bị nhiễm HIV thì cái việc lây sang cho em nó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cái giai đoạn bệnh của cái cô gái ấy, phụ thuộc vào cái hành vi nó làm tổn thương cơ quan sinh dục của em đến đâu, tức là cái mức độ phơi nhiễm của em đến đâu, để có thể nhiễm nhanh hay chậm là phụ thuộc hoàn toàn vào cái hành vi quan hệ tình dục cũng như phụ thuộc vào cái cô gái kia. Còn việc đấy bây giờ không quan tâm đến nữa mà quan tâm đến hiện trạng sức khỏe của mình và cố gắng tìm hiểu các cái kiến thức rồi là
những cái việc làm để bảo vệ sức khỏe của mình. Sau này bạn bè nó có rủ dê hoặc có uống rượu uống bia thì làm việc khác chứ đừng làm việc đó nữa nhé. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo. Vâng, chào bạn. Em trước đây là tinh hoàn nó cứ bị đau nhức, nhưng nhức rất khó chịu. Bây giờ nó nhức nhiều mà khó chịu hơn thì đấy là bị làm sao và sau này có ảnh hưởng gì quan cái sau này không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn. Chị chào em. Xin chào chị ạ. Em nói là tinh hoàn của em bị đau à? Nó không đau, nó cứ nhức nhức mà nó tức, rất khó chịu. Nó... lâu chưa em? Cái này nó phải bị 6-7 năm rồi, như bây giờ nó bị nhiều hơn thì. Chưa có ít thôi. Thì nó bị... em thấy, ví dụ em sờ nắn vào, nó bị một bên hay hai bên? Nó bị thì nó bị chỉ một bên, nhưng mà lúc bị bên này nó nói chung là bị cả hai bên, nhưng không bao giờ bị hai bên cùng một lúc. Nhưng mà mình sờ nắn vào đấy mình thấy nó có đau không? Lúc mình tác động vào đấy mình thấy nó đau không hay là mình chỉ có... thì là nó đau, còn sờ không bình thường nó không sao. Thế à? Bình thường lúc mình chạy nhảy hay là mình lao động nặng hay mình mệt mình thấy có cái gì nó bất thường không? Bình thường nó vẫn đau nhưng mà lúc nào lao động nặng thì là có vẻ nó bị khó chịu hơn. Thế à? Để 6-7 năm trời chẳng đi khám gì à? Trước thì nó vẫn nó bị thế xong nó lại hết, nó bình thường. Tức là bây giờ cái mật độ đau nó dày lên đúng không? Tức là cái cơn đau nó dày lên đâm ra mới thấy sợ đúng không? Mình lấy vợ chưa? Em lấy vợ rồi ạ. Thế à? Em mới lấy vợ. Thế à? Thế mới lấy vợ thì cái chuyện quan hệ tình dục có ảnh hưởng gì đến cái đau đấy không? Lúc nào là đau đau thì không muốn quan hệ là cương, nó không được cương lắm. Thế à? Chị muốn hỏi kỹ cái chỗ mà nó có liên quan gì đến lao động nặng hoặc là chạy nhảy không ấy thì không hiểu là nó có cái một cái thoát vị gì không hay là nó chỉ là cái viêm tinh hoàn thôi. Bởi vì là trong cái bìu thì nó gồm có cả tinh hoàn, rồi có cả màu tinh, thừng tinh, rất nhiều bộ phận liên quan đến cái tinh hoàn đấy. Thế nếu như mà thực sự nó bị viêm nhiễm hoặc là nó có trục trặc gì ở tinh hoàn mà mình không được điều trị, bởi vì tinh hoàn nó là cái cơ quan để sản xuất ra tinh trùng, tức là cái việc sau này mình sẽ có liên quan đến việc có con của mình ý. Thế nếu như nó bị viêm nhiễm gì mà em không điều trị gì hoặc là em cứ để như thế nó thành mãn tính đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em. Thôi có lẽ là cũng chẳng chần chừ gì nữa mà em phải đi kiểm tra đi nhá. Chứ còn nghe tả các cái triệu chứng của em thì nó cũng rất là mơ hồ ấy. Và quan trọng nhất là nó đã để lâu lắm rồi. Nhưng mà cái lâu đấy cũng nó không phải là cái viêm cấp mà nó sưng nóng đỏ đau hoặc là nó đau rất dữ dội thì mình phải đi khám ngay. Nhưng mà các triệu chứng ở đây nó ẩn và nó rất là mờ nhạt, thành ra là mình cứ bỏ qua đi, đúng không? Thế đến bây giờ thì mình cảm thấy lo lắng hơn thì mình mới phải đi kiểm tra. Nghe em tả chị cũng nghĩ nhiều đến một cái viêm của tinh hoàn, nhưng mà nó có lẽ nó chỉ là cái viêm mãn thôi, nó không thể hiện các triệu chứng cấp nó rầm rộ. Thế nhưng cho đây dù là viêm mãn là chị. Đấy là chị nghĩ như vậy, nhưng mà muốn biết được điều đấy hay không thì mình phải đi khám. Và trong trường hợp cần thiết thì nếu như mà cần thiết thì bác sĩ người ta sẽ có thể phải siêu âm hoặc là phải xét nghiệm dịch ở trong đấy thì mới biết được là nó là cái gì nhá. Thế thì em hỏi, thế như em ở Thái Nguyên này đi khám đâu? Trên Thái Nguyên không có phòng nào vậy, em đi khám thì người ta bảo là trên này không có chuyên khoa thì phải về dưới Hà Nội. Nếu mà xuống dưới Hà Nội thì có lẽ là em sẽ vào khoa Nam học của Bệnh viện Việt Đức. Khoa Nam học Bệnh viện Việt Đức đó. Vào trong Bệnh viện Việt Đức thì sẽ khám ở khoa Nam học hoặc là ở khoa tiết niệu. Đấy. Em cảm ơn chị. Nhá, đi sớm đi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Vâng ạ. Vâng, chào chị. Chị có thể nói câu hỏi của mình. Năm nay em 35 tuổi, em có một thằng con trai mà năm nay cháu 14 tuổi. Nhưng mà cách đây khoảng hơn một năm thì cháu đã coi là biết ăn cắp mặt tiền của mẹ đấy. Thế mà đến tại cái thời điểm này thì em mới phát hiện mấy tháng nay. Thì nói chung là em thì cũng đánh cháu cũng có, mà mắng cháu cũng có, mà nhẹ nhàng với cháu cũng có. Và nói chung là cái chuyện đó thì cháu cũng nên quên. Và trước kia thì cháu là một con người rất là thật thà ngoan ngoãn, nhưng vì cũng chính vì cái sự thật thà của cháu cho nên em hết lòng, em tin cháu, cho nên là thực ra cái tiền nong em tiêu pha xong thì em cũng để ngay cũng trước mặt cháu thôi. Nhưng trước kia thì cháu có nhìn thấy của mẹ là cháu đưa cho mẹ, thế nhưng mà cái thời gian gần đây thì em mới thấy là em bị mất tiền. Lúc đó em mới phát hiện ra là cháu không có tính như thế, thì
em cất đi chỗ khác nhưng mà cháu vẫn mò mẫm ở trong này. Thực ra em rất là hoang mang vì sau này không biết là cháu sẽ như thế nào. Thì bây giờ em muốn chương trình sẽ vấn cho em là em sẽ có biện pháp như thế nào để tốt nhất để có giáo dục trẻ cháu ạ. Vâng, cái vấn đề của chị thì chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi sẽ tư vấn cho chị nhé. À vâng, chào chị. Dạ. Ừ, theo như chị nói là trước kia là cháu nó rất là ngoan, có đúng không nào? Vâng. Ừ, thế và vì thế thì mình rất là tin tưởng. Cho đến bây giờ là mình biết là cháu lấy tiền, nhưng mà lấy cái khoản tiền có lớn không? Đầu tiên thì cháu nó chỉ để một vài chục thôi. Xong sau đó bắt đầu cháu nó lấy đến một vài trăm. À. Thế rồi sau đó cháu lấy một vài triệu chị ạ. À, rồi rồi. Ờ, có biết là con tiêu tiền vào cái gì không? Thực ra là khi mà em điều tra cháu thì cháu ấy là cháu ăn quà là một, nhưng mà em thì em biết chắc chắn là cháu nó lấy cả tiền, cháu nó đi cứ mượn điện thoại của bạn bè, cháu dùng điện thoại. Nhưng mà cháu nó mượn điện thoại của bạn bè thì cháu có nhạc, có thẻ cào và cháu chơi cái trò chơi ạ. Chứ còn chơi game, chơi đề là chắc chắn là cháu chưa biết chơi. Vì là quê em thì cái quãng mà nạn chơi game thì nó rất là đấy, rất là xa, thì em ở nhà quê mà. Thế nhưng nên là cháu chỉ có chơi học bạn học bè. Thì cách đây độ hơn một năm là em thấy là cháu nó không thích chơi với những đứa các bạn cùng lứa tuổi nữa. Rồi. Mà cháu lại cứ thích chơi với những các đứa đàn anh của nó đấy. Rồi. Thế rồi sau đó là lúc đó thì em mới phát hiện ra thì em có cái sự là cấm đoán con mình, thì em cũng gặp gỡ với những các đối tượng như thế để em để cho nó lìa xa con em ra. Thế thì đối tượng ấy cũng lìa xa rồi, nhưng mà con em thì nó vẫn có cái tình trạng vẫn mượn điện thoại của bạn bè xong là nó chơi bời cái đấy. Em nghĩ rằng là tiền ăn quà cũng có, tiền chơi bời và trong mới mua các thẻ cào chơi các trò chơi cũng có. Em biết là chắc chắn là hai cái đoạn đấy là chắc chắn đấy chị. Mình hỏi một chút này, thế ông xã thì công tác ở đâu? Nhà em cũng mất độ được một năm nay rồi, cho nên là hoang mang sợ. Cũng lại hoang mang. Mình được mấy con nhỉ? Em được hai cháu ạ. À, được hai cháu à. Cô cậu là chú nhỏ, còn thì chị là lớn, nhưng chị cháu thì rất là ngoan, em chả bao giờ em phải động đến. Thời gian mà anh ấy ốm có lâu không? Thời gian nhà em ốm cũng mất vài năm ạ. Cũng mất vài năm, đúng không? Vâng. Có thể là đấy là một cái quãng thời gian mà chị cũng phải dành rất nhiều tâm tư để mà lo cho cái việc chữa bệnh cho anh, đúng không? Vâng. Không biết là trong thời gian ấy thì mình có quan tâm nhiều được đến con không? Thực ra cũng thời gian đấy em cũng vẫn quan tâm con em như bây giờ thôi. Cái mà mình muốn trao đổi với bạn ấy, nó là vấn đề quan hệ bạn bè của cháu. Bởi vì thực tế cho thấy rằng là hiện tại cháu đang có một cái việc mà cần đến tiền, đúng không? Đó là việc mà cháu chơi qua điện thoại, chơi trò chơi điện tử, nhưng mà qua cái kênh điện thoại. Bạn cũng có cung cấp một cái thông tin là cháu thích chơi với những cái bạn lớn tuổi hơn, đúng không? Tất cả những cái đó thì có lẽ là sẽ phải tìm hiểu thêm để xem là cái quan hệ bạn bè của cháu như thế nào, những cái suy nghĩ của cháu về bạn bè ra làm sao. Thế rồi là cháu hiện tại cái mức độ mà thích chơi nó như thế nào, bởi vì nhiều khi người ta đã dùng đến một cái khái niệm nó gọi là nghiện internet rồi nghiện game rồi đấy bạn ạ. Nhá. Thế và cái đấy mới là cái quan trọng, bởi vì chính cái đấy nó đòi hỏi cháu phải bằng cách nào đó để có tiền, có đúng không ạ? Thế rồi cũng có thể lại phải nghĩ đến một cái khả năng nữa là cháu có những cái người bạn và đôi khi là nó có thể có những cái đòi hỏi và thậm chí là có thể có những cái khống chế nhá. Thì có đấy. Vì vậy thì em cũng trao đổi với bạn của cháu là như thế rồi. Bạn của cháu hôm ấy em ở thế chúng mày đi gặp nhau thì em gọi tận nhà em hỏi thì nó bảo chúng cháu chỉ bàn nhau về chuyện điện thoại thôi. Nhưng mà nhiều lúc mà em hỏi cháu thì nó bảo là coi là nó cứ gạo con mua điện thoại. Đấy, nhưng mà nó cũng không dạng ham chơi đấy. Rồi. Thế thì ở đây nó có nhiều những cái vấn đề đan xen mà nhá. Thế cho nên là nếu như mà bạn chỉ nghĩ đến việc là trước kia cháu không lấy tiền, sao bây giờ bỗng dưng lấy tiền, thì nghe nó cảm thấy chẳng có lý do gì cả. Thế nhưng thực tế là nó có lý do. Thứ nhất là có thể do mình cũng đầu tiên là mình cũng đã rất là thoải mái trong cái chuyện là cất tiền nong, nhưng mà cũng nói thật là ở nhiều gia đình thì những khoản tiền lớn người ta có thể cất, nhưng mà những cái khoản tiền nhỏ tiêu dùng ấy thì đôi khi người ta cũng không nhất thiết là phải cất quá kỹ đâu, mà vấn đề là rèn cho con một cái tính tự giác và làm sao để
kiểm soát được cái nhu cầu của con ấy, cái đấy cực kỳ quan trọng. Thì trong trường hợp này có thể qua một cái thời gian nào đó bạn không để ý được, cháu nó đã nảy sinh ra những cái việc mà đòi hỏi phải dùng đến tiền. Thì bây giờ là phải một cái tiến trình nó rất là lâu dài nhé. Thứ nhất là sẽ trao đổi với cháu để xem cho cái việc mà chơi như thế thì nó có những cái tác hại như thế nào. Thế và rồi những cái việc mà cháu nó có thể bị các bạn ấy lôi kéo rồi khống chế như thế thì nó xuất phát từ đâu? Rồi trong tâm tư của cháu đấy nó có những cái nỗi buồn gì, những cái nỗi đau khổ gì nhé. Bởi vì người ta cũng nói rằng là thông thường những đứa trẻ mà nó mà định hướng nhiều vào việc chơi điện tử đấy là nó có những cái vấn đề tâm lý nhất định, bạn ạ, nhá. Có thể mình chỉ nghĩ rất đơn giản là thôi thì cái việc mà chồng bị ốm này thì chủ yếu là người lớn phải lo, rồi phải nghĩ cái cách để làm sao là chữa chạy này, rồi không may anh ấy không qua khỏi thì anh ấy mất và rất đau khổ. Nhưng hãy thử xem cái đấy nó có tác động gì nhiều đến tâm lý của cháu hay không nhá. Mà đôi khi nó không hề biểu hiện một chút gì ra bên ngoài cả. Rất là cần mẹ sẽ phải tâm sự với con, trao đổi với con về cái việc là hoàn cảnh gia đình của mình như thế, và có thể những cái gợi ý nào đó để cháu nói ra được những cái lo lắng, những cái buồn phiền của cháu cả một thời gian dài bố bị ốm và sau đó là bố bị mất, bạn ạ. Nhá. Chứ còn nếu như bạn chỉ có mắng này, rồi là ép này, rồi là tác động đến cái nhóm đối tượng kia thì mình nghĩ là có thể mình chỉ giải quyết được phần ngọn. Trong khi đó những vấn đề thuộc về tâm tư của cháu mà nó có thể là những cái thôi thúc dẫn đến việc là cháu muốn trốn vào cái trò chơi điện tử thì mình lại không nắm được. Cho nên là mình cũng đề nghị với bạn là nên tìm hiểu con kỹ hơn, và nếu cảm thấy khó khăn thì có thể là kết hợp thêm với giáo viên chủ nhiệm ý, với thầy cô giáo để gần gũi cháu hơn và tìm hiểu tâm tư của cháu, và hy vọng là đến khi mà cháu có thể là giải tỏa được những vấn đề về mặt tâm lý đấy thì cháu sẽ chọn lựa được một cái cách ứng xử nó lành mạnh và nó không bị gọi cuốn hút quá vào trò chơi điện tử nữa, thế nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em lấy chồng cũng được hơn 25 rồi. Vâng. Như vợ chồng mà em chung sống với nhau thì chẳng như em cũng vừa chồng thì anh ấy cứ cờ bạc với nát rượu đấy. Vâng. Cứ tàn bạo đánh đập mẹ con em. Trong những thời gian chung sống với nhau như vậy em cảm thấy rất là bức xúc. Vâng. Đến giờ phút này em cảm thấy em không chịu được. Thì em muốn hỏi chương trình là em có nên ly hôn với anh ấy hay không? Đó, con em đã cũng lớn rồi đấy. Vâng. Như các cháu đứa thứ hai thì em nó cũng muốn em ly hôn với bố nó cũng không muốn em sống cùng với bố nó nữa. Thì em muốn hỏi chương trình là. Vâng ạ, câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ôi, chị chào em. Em chào chị ạ. Chị thấy em cũng vất vả quá nhỉ, đúng không? Cái hiện tượng mà chồng cứ cờ bạc nát rượu đánh đập thế thì nó xảy ra lâu chưa em? Thì em lấy anh được năm nay là 24 năm rồi. Nhưng trong thời gian 15 năm sau cùng này thì là anh ấy lại càng bị nát nhiều rượu, anh nghiện rượu đó. Rồi. Anh nghiện rượu mà ngày nào anh cũng uống, mà cứ uống vào thì lại cứ chửi bới vợ con, không cho mẹ con em ngủ đó. Rồi. Nên chị hỏi một chút này. Sự can thiệp của ở tiểu khu này mới ở bảo vệ xã này cũng vào can thiệp nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không được. Cũng làm lập biên bản rồi nhưng mà anh ấy cũng không thay đổi được. Đã đến cũng một lần ly hôn với anh ấy rồi, đi xem thương con em lại về với anh ấy. Thế hả? Bây giờ em bảo em cố gắng cho các cháu lớn nó ăn học thành đạt đấy. Mặc dù khó khăn thì em cũng cố để mua đất để xây nhà, nhưng trong thời gian em xây thì anh cũng chẳng giúp được em cái gì mà em toàn vay mượn. Bên ngoài thì em mới lại em làm em cóp nhặt để em xây thôi. Trời. Bây giờ xây xong nhà rồi thì em cảm thấy là mình không thể chịu, không ở được nổi, mình có nhà mà không được ở đấy. Đêm hôm nếu mà anh em mà cứ rượu chè vào thì mẹ con em lại đi hình lang ấy. Thế hả? Thế cũng vất vả quá nhỉ. Và thời gian nó không phải là ngắn nữa, nó là những 15 năm nay rồi, và em cũng đã rất là cố gắng vì là em muốn để cho con nó đỡ khổ, phải không? Nhưng mà nó không tiến triển tốt thì thế này này, nhưng mà có một câu hỏi là điều gì khiến em lại vẫn chưa muốn ly hôn?
bây giờ đứa lớn em nó cũng hơn 20 tuổi rồi, cháu học trường đại học công nghiệp, bây giờ cháu ra trường rồi, cháu cũng xin việc được, cháu có việc làm rồi là một này. Cháu thứ hai thì bây giờ nó vẫn đang học trường đại học kiến trúc, năm nay năm thứ ba, còn 2 năm nữa mới ra trường. Còn cháu thứ ba thì bây giờ nó mới học lớp 5, như ba cháu thì vẫn một mình em nuôi. Lúc ốm đau thì anh cũng không bao giờ đưa đi viện, mà có một mình em đưa con đi viện. Rồi. Bây giờ em không ở được, em lại phải chuyển ra chỗ khác để em thuê nhà, em bán hàng. Mà nhà em thì em lại không ở được. Rồi. Mà bây giờ em thuê chỗ khác bán hàng, mà mỗi khi về bây giờ họ lại không cho em về. Không, chị hỏi là điều gì khiến em lại không ly hôn, lại đắn đo ấy. Thì em sợ là con cái sau này nó lấy vợ lấy chồng nó ảnh hưởng. Cũng rất nhiều người lo lắng cho cái điều đấy. Tức là nghĩ là khi mà con cái mình đến cái tuổi mà xây dựng gia đình ý, mà người ta tìm hiểu mà thấy là bố mẹ mà ở với nhau nó không êm đẹp, thậm chí là ly hôn chẳng hạn, đúng không? Và thì cố gắng là gìn giữ cái gia đình. Thế nhưng mà như thế là đòi hỏi mình sẽ phải cân nhắc đấy, em ạ, nhá. Tức là mình có những cái ước muốn nó khác nhau. Một là mình muốn giữ một cái gia đình, mà thực ra ở đây nó chỉ gọi là gia đình về mặt hình thức thôi, có đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Và thứ hai là mình muốn có được một cái cuộc sống mà nó yên ổn. Khi mà lựa chọn ấy thì mình sẽ chọn một cái gọi là nó đỡ tệ hơn so với cái kia, em ạ. Vâng. Thì nếu như mà em đánh giá và em thấy rằng là cái việc mà em ở hiện nay nó quá khổ rồi và chịu đựng nó quá nhiều năm rồi, thì có thể mình sẽ lại phải nghĩ theo một cái hướng là con mình thì mình cũng đã nuôi dạy rất là tử tế, đúng không? Các cháu đều ăn học và bản thân các cháu đều thương yêu mình, và nó cũng có những cái suy nghĩ nó đúng và nó chín chắn, phải không? Thì sau này chị thấy cũng có rất nhiều những gia đình người ta phải ly hôn nhau do là bất đồng, thậm chí họ chả đánh cãi gì nhau đâu, nhưng mà họ không cùng chung một suy nghĩ nữa ấy. Thì họ ly hôn, nhưng mà sau đó thì những cái đứa trẻ đấy nó cũng vẫn có gia đình và bình thường, em ạ. Chứ không có nghĩa là cứ bố mẹ ly hôn thì con cái sẽ khó khăn trong việc xây dựng gia đình. Nó cũng có những cái khó khăn, nhưng không có nghĩa là nó khó khăn đến mức mà nó không xây dựng được gia đình. Cái này là điều có thực, em ạ, nhá. Vâng, thì em thấy ở nhà quê em á thì cái này nó rất là ảnh hưởng. Nếu như mà em cảm thấy nếu mà em mà ly hôn với bố nó, em nghĩ là con gái em nó cũng chịu ảnh hưởng theo đấy. Cái thằng lớn thì em thì ý nó là nó lại không muốn em ly hôn với bố nó. Cái việc mà con của em không muốn em ly hôn có thể cũng xuất phát từ một cái nguyện vọng của cháu, là cháu nó cũng không muốn là có một cái lai lịch rồi để sau này nó đi lấy vợ nó có khó khăn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái nguyện vọng mà cháu nó mong muốn. Vậy thì bây giờ nếu như mà em nói là chính là em xây nhà, rồi là đất của em, vậy thì em hãy phải bàn cùng với các con xem là làm như thế nào để mà mình có thể có được một cái nơi ở nó đàng hoàng, nó không đến nỗi vất vả quá, và người chồng là người mà không xây dựng gia đình, không đóng góp về mặt kinh tế, thì bản thân anh ý phải có những cái mà ứng xử như nào cho nó hợp lý. Thế còn nếu ví dụ như tất cả những cái điều đó mà đều không làm được, mà em vẫn đặt cái mục tiêu là vì các con, đúng không? Thì hiện tại phải đánh giá cái chỗ mà mình đang ở là nó có chấp nhận được không? Nó có đến nỗi quá khổ ải không? Nếu vẫn ở được và nuôi được con thì có thể sẽ lại phải coi cái việc là không ly hôn là cái lựa chọn ưu tiên hơn, em nhé. Chuyện này thì các chị không thể quyết định thay cho em được, mà điều cơ bản nhất là em phải đánh giá được xem là cái mà em cần ưu tiên hơn hiện nay. Chị nghĩ là ba đứa con và em có thể nên phải ngồi với nhau trò chuyện một cách cho nó đến nơi đến chốn nhé. Vì các cháu cũng lớn và có thể nói chuyện với nhau một cách rất là đàng hoàng, phân tích để mà đi đến một cái quyết định cho nó đến nơi đến chốn. Thế còn ban nãy chị cũng đã nói rồi, tức là mình sẽ phải đánh giá giữa một bên là mình vì các con với một bên là điều kiện sống của mình hiện nay, và cái nào là cái mình có thể chấp nhận được.
Bởi vì trong cái lựa chọn, khi mà có nhiều những cái nó điều nó không tốt thì người ta chỉ có thể lựa chọn được một phương án đỡ xấu hơn thôi, chứ rất khó có được một phương án hoàn hảo em ạ. Nhớ. Thì trong trường hợp này chị thấy em có ba đứa con và em cũng đã nuôi nấng các cháu, và chị hình dung là em là các cháu nó cũng hiểu em, thì em nên ngồi trò chuyện một lúc với cả ba đứa con nhé, trao đổi một cách thật là tỉ mỉ thế nhé. Cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Con của em là như này chị, bây giờ em bảo em ra lấy 2-5 năm rồi, đấy em 3-4 năm rồi. Vâng. Và em có một cháu trai mà về trường thì quyết định là sẽ không lấy con thứ hai nữa mà là tạm đi dạ cho bọn rồi, nhưng mà vợ em bị yếu nhưng mà không về bọn ấy. À, em là lấy vòng ra thì em không muốn không có con thứ hai nữa, thì em muốn tính là tính theo vòng kinh, nhưng mà em không hiểu về cái này lắm, thì em hỏi chương trình tư vấn cho là nếu mình không muốn có con mà em tính theo bòng kinh là như thế nào nhỉ? Dạ. Vâng. Là mình không quan hệ trước bòng kinh hay là sau bòng kinh? Vâng, tức là bây giờ bạn muốn tư vấn biện pháp tránh thai bằng cách tính bòng kinh đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 30 rồi. Vợ bạn ý? Vợ em cũng 30. À, vợ cũng 30. Thế vâng. Bạn ý đặt vòng được mấy năm rồi? Cũng được 2 năm rồi chị ạ. Ừ, thế bạn ý đặt vòng thì nó làm sao em? Dạ. Bạn ý đặt vòng thì nó làm sao? Nó có những cái biểu hiện khó chịu gì? Nó biểu hiện như là lên lưng hay là gì ốm thì nó đau lưng thường hay đau lưng đấy. Thường hay đau lưng á? Vâng. Chỉ có thế thôi á? Vâng. Ừ, thế chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy có tốt không? Có vấn đề gì không? Cũng tốt tuổi cũng điều chứ. Thế à? Vâng. Ừ, chị nghĩ rằng là thực ra thì nhà em có lẽ là cũng nên cân nhắc lại cái vòng. Bởi vì là bạn ấy đặt vòng mà cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy tốt, không bị rong kinh, rong huyết gì, thì cái đấy khá là tốt mà. Chỉ ví dụ khi đặt vòng mà bị rong kinh, rong huyết, rồi là viêm nhiễm nhiều, thì lúc đấy mình mới ngại thôi. Chứ còn cái đau lưng thì nhiều người ta chẳng đặt vòng, người ta vẫn đau lưng mà. Đau lưng thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác lắm. Ví dụ nó phụ thuộc vào cái điều kiện lao động, phụ thuộc vào cái tư thế của cái người phụ nữ đấy nhiều mà. Nhá. Nên cân nhắc cái đó. Thế còn em hiện nay thì thực ra là em đang 30 tuổi. Cái độ tuổi mà cái hoạt động sinh dục nó khá là mạnh. Thế và nếu áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh thì cũng được, nhưng mà đấy là cái phương pháp mà nó nhiều rủi ro nhất, hay nói cách khác là tỷ lệ thất bại ở cái phương pháp này là cao nhất nhá. Phương pháp này chỉ áp dụng được với những cái người có vòng kinh đều đặn và có cái đời sống tình dục ổn định, thì người ta tính rằng là với những cái người mà có cái vòng kinh đều 4 tuần, tức là 28 ngày chẳng hạn, thì cái thời điểm mà không an toàn ý chính là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt. Em hãy tính ở trên quyển lịch ý, xong em tính cái ngày đầu tiên mà vợ có kinh nó là ngày nào của cái chu kỳ kinh này, cho đến ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo, thì người ta gọi đấy là một chu kỳ kinh nguyệt. Và thông thường thì về mặt lý thuyết thì trứng nó sẽ rụng vào giữa của cái chu kỳ đấy. Nhưng mà vì muốn áp dụng cái biện pháp này để không có thai ngoài ý muốn thì thường các chị khuyên là phải áp dụng rộng hơn, tức là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt, thì khi quan hệ tình dục ở thời điểm này mình phải áp dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ. Có thể là phải dùng bao cao su, có thể là xuất tinh ngoài âm đạo. Thế còn ở tuần thứ nhất, tức là sau khi sạch kinh một tuần, hoặc là chuẩn bị hành kinh trước khi hành kinh một tuần thì là tương đối an toàn. Trước khi một tuần là phải sau khi một tuần là chị. Đúng rồi. Nếu như mà vợ không muốn đặt vòng ấy thì có thể đi tháo vòng ra và mình không áp dụng biện pháp đó. Tuy nhiên vợ em cũng có thể dùng một biện pháp khác, đó là dùng thuốc tránh thai. Vâng. Nhá, dùng thuốc tránh thai hàng ngày cũng được. Vâng vâng. Thì nhưng mà em vừa dùng thuốc ngày vợ em không uống được thuốc, em buồn nôn mà chị. À thế à, đã thử rồi à? Đã thử rồi nhưng không được đúng không?
Vâng, ừ, chắc là vợ cũng không được khỏe lắm hả? Vâng, vâng. Ừ, đấy, nhiều khi bạn ấy không khỏe thì bạn ấy hay có những cái cảm giác nó như vậy. Ừ, vâng, còn vâng. Nếu như mà em áp dụng biện pháp bằng phương pháp tính vòng kinh thì phải kết hợp với xuất tinh ngoài âm đạo và đặc biệt là dùng bao cao su. Vâng, nên vâng. Chia sẻ những cái khó khăn này với vợ. Vợ là một người có cái sức khỏe nó cũng không được tốt lắm. Thứ vâng, hai vâng. nữa là rất nhạy cảm với các cái phương pháp đặt áp dụng biện pháp tránh thai khác. Ví dụ vâng. như là uống thuốc thì buồn nôn, đặt vòng thì lại bị đau lưng. Chú em hỏi là nếu mà trước một tuần hay sau một tuần dưới biện pháp có hữu dụng không? Biện pháp này là tỷ lệ rủi ro cao nhất. Hay vâng, nói vâng. cách khác là dùng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh là vâng, cái phương pháp mà có tỷ lệ thất bại cao nhất, tức là khả năng vâng. có thai ngoài ý muốn cao nhất. Vâng, vâng, vâng. Ừ, nhá. Nếu cần em có thể đến trạm y tế cũng được. Các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em kỹ hơn về các vâng, cái biện vâng, pháp vâng. tránh thai cho nó phù hợp với nhà em. Chào vâng. em. Vâng, em chào. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Câu hỏi của thính giả gọi điện đến từ Sơn La cũng đã kết thúc chương trình phát thanh trực tiếp của Sở Tình Yêu ngày hôm nay. Tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em, chồng của em năm nay 23 tuổi, nó không tiếp xúc nhiều với mọi người, giống như kiểu bị trầm cảm ấy, mà lấy chồng hơn một năm rồi mà chưa có con ạ. À, và bây giờ thì bạn muốn là chương trình sẽ cho bạn lời khuyên để có thể là có những chia sẻ với em chồng của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Dạ vâng. Alo ạ, dạ em chào chị ạ. Ờ, chị chào em. Dạ chưa, cho em hỏi là em chồng của em năm nay 23 tuổi đấy chị. Nó không muốn nói chuyện với ai, nó bảo là đau đầu với nó nhiều, nó không muốn nói chuyện gì cả. Em ơi, nhưng mà cái việc này thì nó đã diễn ra lâu chưa em? Ngày thì nó còn đi học thì ở nhà với bố mẹ thì bố em cấm không cho tiếp xúc với bạn bè mấy đó. Rồi với chồng thì nó cũng chả muốn tiếp xúc với ai nữa. Tức là hiện nay là em chồng của em cũng vẫn lập gia đình như gì đúng không? Dạ vâng. Như thế chứng tỏ là có tiếp xúc. Bởi vì là có tiếp xúc thì cũng mới thiết lập được một cái mối quan hệ với cái người yêu rồi cái người chồng bây giờ đúng không? Ừ, thế nhưng mà có thể là cái mức độ tiếp xúc thì nó không được nhiều như là những cái người khác thôi. Chị hỏi một chút là thế cái mối quan hệ vợ chồng của cô như thế nào, quan hệ giữa cô với gia đình nhà chồng như nào, họ có phàn nàn gì không? Có, nên bà phàn nàn nhiều lắm chị ạ. À thế hả, tức là bà mẹ chồng thì phàn nàn. Ở trước mắt ý, thì những cái dấu hiệu mà để nói là có thể có một cái vấn đề gì đó về tâm lý không thì nó cũng chưa biểu hiện rõ rệt, bởi vì chỉ là ít nói thôi, không thích động chạm vào người thì có những người là như vậy em ạ, nhá. Người ta không thích người khác động chạm vào người đâu. Tuy nhiên thì cũng vẫn lớn lên bình thường này, rồi sau đó là có những cái mối quan hệ nó ở ít hơn một chút này, sau đó có lập gia đình này, và hiện nay thì về phía người chồng chưa có những tín hiệu gì thể hiện là một cái sự không hài lòng về mối quan hệ vợ chồng này cả, đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề với bà mẹ chồng than thở. Thế thì ở đây em cũng sẽ thấy là một người phụ nữ khi mới bước chân về gia đình nhà chồng, đúng không? Nó sẽ có những cái mà phải hòa nhập, và điều đấy cũng không dễ dàng. Thế và em chồng em thì lại hơi ít nói một chút, khó tiếp xúc một chút, nên chắc là cái hòa nhập còn khó hơn. Vì thế thì có thể em sẽ trò chuyện thêm với bà mẹ chồng để bà cũng thông cảm với em chồng của mình nhá. Rồi em cũng trò chuyện thêm với em của mình để xem là cái điều gì khiến cho cô đấy khó khăn khi bước chân về gia đình nhà chồng, có cần một cái sự trợ giúp gì từ phía người chồng hay không nhá. Đấy là một ý. Thế và ở đây thì nó lại có một vấn đề, đó là 2 năm và chưa có em bé, thì cái này lại là cái mà cũng cần lưu ý em chồng để xem có cần hai vợ chồng đi khám không, để xem vấn đề nó là như thế nào nhá. Thế chị cũng thấy là em là người chị chồng mà có một ý mong muốn rất là tốt đối với em chồng của mình, đã giúp đỡ cô ấy, thì đấy là một điều rất là tốt đấy ạ.
chứng tỏ tình chị em như thế là rất là quý hóa. Thì mình sẽ cố gắng làm sao lắng nghe cô ấy hơn để biết được là tâm tư của cô ấy như thế nào. Trên cơ sở đấy có thể giúp cô ấy hơn nhá. Giờ chị chào em. Vâng, chị ạ. Vâng, chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã quay điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Vâng, em có một cô bạn gái cũ, lâu không gặp, bây giờ cô ấy chồng bỏ rồi, cô ấy đi theo em mấy ngày rồi. Vâng. Em không biết làm thế nào, chị sợ hạnh phúc gia đình đổ vỡ chị ạ. Vấn đề của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em ơi, hai người gặp lại nhau như thế nào mà cô lại cứ đi theo mình? Gặp nhau trên Tây ạ. Thì từ chỗ là mình trò chuyện ở trên Facebook, nhưng mà sau đó thì lại có một cái hẹn ở bên ngoài à? Vâng ạ, vâng ạ. Khổ cái là đi hẹn nên là lại còn đi qua đêm. Rồi, nhưng mà em chủ động hẹn hay là cô đấy? Cô ấy ạ. Thế và mình cũng nhận lời. Gặp từ ngày học cấp 3 ạ. Đôi khi thì nó là cái tình cảm cũ mà, thì vào một cái lúc nào đó thì nó lại có thể là nó sống dậy rồi là đem lại cho mình những cái cảm xúc nó cũng dễ chịu, thoải mái, nhớ lại cái thời xưa vân vân đúng không? Thế nhưng bây giờ thì em muốn dừng lại đúng không? Vâng ạ, em cần ra để vợ em biết. Cái việc mà vợ biết hay không biết thì cái này em phải nghĩ đến một cái nó sâu xa hơn, là nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không. Và rất nhiều người người ta nói là không sợ ai mà sợ chính bản thân mình ý nhá. Cái việc mà mình không vững vàng trước những cái cám dỗ, trước những cái mời gọi mà nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ý em ạ. Mỗi một người sẽ có những giải pháp riêng, nó tương ứng với chính mình và với bạn gái của mình nhá. Có rất nhiều cách, ví dụ như là mình nói một cách rất thẳng thắn với bạn gái. Có những trường hợp thì mình nói gần nói xa thôi. Và điều quan trọng là khi mà người ta mời thì mình không đi nữa. Có đúng không? Đấy là những cái việc đó. Rất là cô ấy lên nhà chị ạ. Cô ấy lên nhà để cô ấy nói với vợ em là đã hai người đã đi gì? Vâng ạ. Cũng có thể. Cô ấy sẽ nói, cô ấy bảo nếu không đến nữa là cô ấy sẽ nói. Rồi. Tức là có những trường hợp người ta rất mong muốn đạt được cái mục đích của mình thì người ta sẽ phải tìm đủ mọi cách để làm sao cho cái người trong cuộc ấy phải nghe lời người ta. Nhưng bây giờ thì em sẽ đánh giá đi xem là giữa cái việc mà em cứ đi nhiều lần đúng không? Vâng. Và rồi cuối cùng thì kết quả cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng bị lòi ra rồi, vợ em vẫn biết đúng không? Thôi, kể cả bạn mà lên bạn nói thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi tin rằng vợ tôi, chỉ một lần chót dại của tôi thì vợ tôi sẽ tha thứ. Mình phải đánh giá được cái tình huống như thế, đúng không? Tức là mình phải kiên quyết. Thì có thể cô sẽ nghĩ lại và cô cũng sẽ không lựa chọn cái giải pháp ấy đâu. Bởi vì cái giải pháp ấy đôi khi nó không phải là hay cho chính cô ấy mà nhá. Chị mong em hãy vững tâm để làm sao mà gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Alo. Alo, chị ơi, cho em muốn gặp bác sĩ một chút ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi và sẽ có những cái tư vấn cho bạn. Xin mời chị. Vâng, tôi chào bạn. Vâng, các cháu với người yêu của cháu là hai đứa cháu yêu nhau được 3 năm rồi. Cháu cho người yêu cháu đi khám sức khỏe, đi khám ở bệnh viện nhiệt đới trung ương ấy, thì có kết luận là bị dương tính với viêm gan B ạ. Cháu muốn làm cái biện pháp như thế nào để can thiệp cho sau này mà em bé nó không bị truyền từ mẹ sang con ấy ạ. Đúng rồi, đang rất là lo đúng không? Thế bạn gái của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn gái của cháu năm nay là 21 tuổi ạ. Thế bạn bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay là 26 tuổi ạ. Thế hai bạn làm nghề gì vậy? Cháu thì được trước thì cháu học y ạ. Tại vì tôi thấy bạn ở Hòa Bình mà bạn rất là quan tâm tới các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe tiền hôn nhân, như thế rất là tốt. Đúng là bạn học y, đồng ra là bạn cũng có kiến thức đúng không? Tôi nghĩ là bạn học y thì bạn cũng rất là có thể nắm được những cái thông tin liên quan tới bệnh viêm gan B. Thứ nhất là hiện nay thì bạn gái mới chỉ là xét nghiệm HBsA dương tính thôi đúng không? Thì chỉ thể hiện là bạn ấy đã từng bị nhiễm virus viêm gan B. Thế nhưng mà em cũng rất cẩn thận, đã mang bạn gái xuống Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới đúng không?
Ở đấy thì chắc là sẽ làm một số các cái xét nghiệm chuyên khoa sâu hơn và chẩn đoán là nó virus nó đang ở thể lành tính, ở thể nằm yên. Thế thì thứ nhất là về phía em thì em có xét nghiệm của em không? Em thì ngày trước thì em cũng theo chuyển tôi nghĩ là ta cũng xét nghiệm kỹ rồi, là làm kiểm tra kỹ hết rồi ạ. Em là âm tính à? HB là dương âm tính à? Vừa rồi thì cháu cũng đi hiến máu ở chỗ Viện Học Truyền máu Trung ương ấy ạ. Ừ. Cháu hiến máu ạ. Về phía em ý, thì nếu mà em làm xét nghiệm rồi và âm tính với cả viêm gan B thì rất là tốt, nhưng em cũng rất biết là cái virus viêm gan B nó sẽ lây từ người lành, từ người bệnh sang người lành là qua một trong những con đường, đó là quan hệ tình dục, đúng không? Tức là nó lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục và đường từ mẹ sang con đấy. Thế thì bây giờ đối với về phía nó có hai phần, một phần là về phía em thì em phải đi tiêm vaccine phòng viêm gan B đi nhá. Nếu kiểm tra lại, tôi nhớ là tầm tuổi như em ấy, tức là em sẽ sinh vào khoảng năm 91 gì đó, 90-91, thì lúc đó đã có chương trình tiêm chủng mở rộng rồi, thì không biết là bố mẹ đã tiêm cho chưa. Thế nếu như mà hỏi lại các cụ xem là có tiêm vaccine cho mình chưa, còn nếu không thì em sẽ đi tiêm vaccine phòng viêm gan B nhá. Theo cái lịch của nó, em có thể đến chỗ trung tâm y tế dự phòng của tỉnh ấy. Đấy, hoặc là ở các cái điểm mà tiêm vaccine dịch vụ thì người ta sẽ triển khai tiêm cái vaccine này thì em sẽ tiêm luôn nhá. Đấy là tôi mở ngoặc ở trong cái trường hợp là em chưa có quan hệ tình dục với bạn gái. Đấy, thì em tiêm thì nó sẽ bảo vệ cho em là tốt. Thứ hai là đối với về phía bạn gái cũng không nên là quá lo lắng, bởi vì hiện nay không phải uống thuốc gì. Chủ yếu là bạn ấy sống bình thường với virus viêm gan B, nhưng cũng phải tìm hiểu thêm về cái chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc, chế độ luyện tập. Mục đích cuối cùng là không làm tăng gánh nặng cho gan. Hay nói cách khác là nó không làm yếu cái sức khỏe của mình đi, bởi vì khi mà sức khỏe của mình nó suy giảm, sức đề kháng của mình nó giảm, thì có thể là virus viêm gan B nó lại trở lại trong trạng thái hoạt động. Em hình dung là vì bây giờ nó đang nghỉ mà. Thì lúc đó nó có thể nó sẽ gây bệnh lý cho gan. Nhưng mà rất nhiều người là có cái HBAZ dương tính nhưng mà hoàn toàn bình thường, và người ta chẳng có cái biểu hiện lâm sàng gì cả, nên mình không ngại nhá. Đối với bạn ấy thì khi các em vẫn quan hệ tình dục để các em có con bình thường, không có vấn đề gì. Khi bạn ấy sinh ý, thì phải lưu ý là phải sinh ở bệnh viện, tức là từ tuyến tỉnh trở lên. Đấy, thế sau đó thì khi mà đi quản lý thai nghén thì thông báo với bác sĩ là tôi có HBAZ dương tính. Cái lúc mà mình đi đăng ký quản lý thai ấy, thì bác sĩ người ta sẽ có những cái biện pháp người ta theo dõi, ngoài cái sự theo dõi phát triển của thai nhi, theo dõi sức khỏe chung của bạn ấy, thì có thể người ta sẽ theo dõi cả cái chức năng gan cho bạn ấy. Bởi vì khi mà có thai thì thường là các cái cơ quan trong cơ thể nó phải hoạt động nhiều lên so với bình thường nhá. Thế và quan trọng là lúc sinh thì sẽ chuẩn bị sẵn sàng một cái liều huyết thanh kháng viêm gan B. Thế và sau đó thì con sẽ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bình thường, thì con sẽ có kháng thể và lúc đó thì sẽ an toàn cho con nhé. Không ngại quá đâu. Thế nhé, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Vâng, em chào chị. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em chưa có người yêu rồi nhưng mà không biết làm sao mà em cứ để đến con trai nhiều hơn là con gái. Thì không biết đó có phải là người đồng tính hay không nữa, và lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến con trai thôi. Vâng. Vấn đề băn khoăn của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ, chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 22 chị ơi. Em 22 tuổi. Thế vậy em nói là em cũng đã có người yêu rồi. Dạ vâng. Người yêu của em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi chị ạ. 20 tuổi. Các em dạ, cùng vâng. Học với nhau à? Hay là cùng đi dạ, làm? Vâng. Dạ học cùng nhau chị ạ. Học cùng nhau. Dạ. Khi đấy thì cái tình yêu nó đến như thế nào? Dạ cũng đến tự nhiên thôi, nhưng mà yêu nhau được 2 năm thì không biết làm sao mà em cứ nghĩ đến con trai, thấy người nào đẹp trai thì em cứ nghĩ tới và cảm giác cứ yêu. Tức là mình cảm thấy yêu này, rồi mình thấy người nào đẹp trai theo cái kiểu như thế nào?
cao đẹp trai thấy dễ thương. To cao đẹp trai dễ thương, và mình có một cái cảm giác là mình thấy rất là muốn gần gũi với người ta ấy nhở. Yêu yêu. Thế sau đó thì là em chia tay à? Cách đây 2 năm thì em có chia tay rồi. Bởi vì cũng chuyện đấy luôn á. Tức là chuyện ấy là như thế nào? Em thể nói rõ hơn được không? Có một lần chỗ đám đông á thì em thấy một người con trai thì em lại gần vào sờ sám rồi là tức là có cái động chạm đúng không? Thấy như vậy cho nên là nghĩ em là người đồng tính nên chia tay luôn chị ạ. Thế hiện tại bây giờ thì em có một cái dung cảm gì trước các cái cô gái khác không? Cũng không chị ơi, chỉ nghĩ đến con trai thôi. Chỉ hoàn toàn nghĩ đến con trai thôi. Về các cái cơ quan sinh dục ở trong người em thì như thế nào? Cơ quan sinh dục của em thì cũng cậu nhỏ cũng có và em cũng đã quan hệ rất là nhiều lần với bạn gái rồi. Tức là các cái chức năng sinh lý của nó thì là bình thường. Và em cũng quan hệ với bạn gái bình thường. Và khi quan hệ thì cũng thấy thỏa mãn cả hai chứ, đúng không? Dạ vâng. Trong thực tế thì nó cũng có những cái trường hợp, tức là có một cái khuynh hướng về mặt giới tính, về mặt tình cảm ấy, theo cái hướng mà nó không giống những cái người bình thường khác, đó là cái tình yêu nó khác giới, mà có thể là có một cái tình cảm với cái người cùng giới. Thế nhưng mà lại có một cái về mặt khuynh hướng tình dục đấy, thì lại vẫn có thể là có cái quan hệ tình dục với cái người khác giới, như những cái người bình thường khác. Người ta gọi là những cái người tình dục nó lưỡng giới đấy. Và cũng có thể lại với người đấy thì lại có mong muốn là quan hệ cả với cái người mà cùng giới với mình nữa. Thì trong trường hợp này thì em vẫn còn đương băn khoăn đúng không? Dạ vâng. Phải nhìn nhận một cách nó rất là thận trọng, có những cái cân nhắc rất kỹ, xem xét xem thật sự mình là ai đó. Chị thấy là em đã từng yêu một cô gái đúng không? Rồi cũng có cái quan hệ tình dục và cũng đem lại một cái sự thỏa mãn cho cả hai người. Vậy thì em hãy xem là liệu cái điều đấy nó có đem lại hạnh phúc cho em. Tất nhiên bây giờ thì em chia tay với người bạn gái kia rồi nhé, đúng không? Nhưng nếu như sau này mình yêu một cô gái khác mà tất cả những cái điều ấy nó cũng cứ diễn ra bình thường, mình tìm thấy những cái nét hay, nét đẹp ở cái người con gái mình yêu, rồi cùng nhau xây dựng gia đình, có con cái, thì mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ hay không? Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Còn nếu như mình cảm thấy rằng là gần gũi được họ một cách rất bình thường như thế, nhưng mà tâm tư của mình đấy, mình lại không thể hướng đến họ được, mình lại hướng đến những người khác, thì mình lại phải tự xem xét xem bản thân xem là mình có liệu có một cái vấn đề gì với những người phụ nữ hay không. Bởi vì là trong những cái nguyên nhân mà người ta xem xét về vấn đề đồng tính luyến ái hay là tình dục đồng giới ấy, người ta nói đến nhiều các căn nguyên nó khác nhau. Chị nghĩ là trong khuôn khổ của một cái trao đổi ở trên đài như này nó rất là ngắn. Em nên đi đến các cái trung tâm mà tâm lý để mà thăm khám một cách nó rất là trực tiếp ý. Ví dụ như em có thể đầu tiên là đến các cái bệnh viện về nam học để xem xét những cái vấn đề về giải phẫu sinh lý, rồi về các vấn đề về hormone, rồi em đến các cái trung tâm tư vấn về tâm lý để em có thể là được các cái chuyên gia tư vấn một cách nó rất là trực tiếp. Để mình có thể nhận biết được về mình một cách rõ ràng. Và khi đó thì mình sẽ chọn mình là ai một cách rất là tự tin và không còn băn khoăn nữa. Bởi vì là nếu như khi mình chọn mình là ai mà mình vẫn còn không yên tâm, mình vẫn còn lo lắng ấy, thì chính cái điều đấy lại tạo ra một cái nhìn nó không tốt từ phía xã hội đối với mình. Mình không tự tin được em ạ. Rồi em cảm ơn chị cảm ơn chương trình ạ. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Lắk. Alo. Alo. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Chương trình, chào bác sĩ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi của anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Bác sĩ cho em hỏi nè, thằng con em nó năm nay nó 5 tuổi rồi, mà nó bị hẹp bao quy đầu á. Giờ mà nó lâu ra rồi, nhưng mà sau này nó có ảnh hưởng gì đến sinh lý với sức khỏe ạ? Rồi. Dạ, câu hỏi thứ hai thì vợ chồng sinh hoạt ấy mà trước kia thì khi mà sinh hoạt ấy, thì nó ít thôi, là nước thôi, bây giờ là nước nhiều lắm mà không biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe gì. Thứ nhất là về vấn đề con trai của bạn ấy.
thì cháu nó là 5 tuổi rồi đúng không? Và nó bị hẹp bao quy đầu, bạn cũng đã xử lý cho nó rồi. Thế hiện nay là nó lộn được hẳn ra ngoài rồi đúng không? Dạ, lộn nó rồi mà nó bây giờ nó hay đái dầm, nó đêm nó đái 2-3 lần. Thứ nhất là về cái vấn đề hẹp bao quy đầu ấy, thì đã lộn được ra rồi là mình phải rất chú ý. Khi mình tắm cho con, mình vệ sinh cơ quan sinh dục cho con thì mình phải lộn nó ra thường xuyên. Yeah. Để làm gì? Để cho nó không bị hẹp lại. Có những cái trường hợp mà thậm chí kể cả mổ cắt rồi ấy, mà mình chăm sóc không tốt, mình không để cho nó làm được tự nhiên thì có thể nó cũng có cái trường hợp nó bị hẹp lại đấy. Thế cho nên là từ bây giờ là phải chăm sóc cho con rất là kỹ cho đến tận khi mà con tự tắm. Thậm chí là khi con đã tự tắm rồi mình cũng phải hướng dẫn cho con để con tự lộn ra và con vệ sinh được cơ quan sinh dục nó vừa sạch. Thế và nếu như đã can thiệp để cho mà nó hết được cái trường hợp hẹp bao quy đầu thì sau này con bạn hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng cả nhé. Dạ, nó cứ như là không ảnh hưởng sinh lý sau này gì. Không ảnh hưởng gì, vấn đề sinh lý nó lại không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái chỗ hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu thì cái biến chứng mà nó hay gặp nhất chính là nó ứ đọng các cái dịch ở cái nước tiểu ở đấy mà nó không được giải thoát hết thì nó sẽ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn cái việc mà liên quan tới sinh lý ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cả yếu tố bên ngoài và cả yếu tố bên trong. Đấy, nó phụ thuộc nhiều, ví dụ vào tinh hoàn này, vào nội tiết này, rồi vào hoạt động của các cái cơ quan liên quan tới hệ sinh dục, chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện hẹp bao quy đầu nhá. Thế cho nên là mình có thể yên tâm, trước mắt cứ hỗ trợ cho con như vậy và hướng dẫn cho con các cái biện pháp. Và sao nó đái dầm nhiều ấy, bác sĩ? Nó đái dầm đái 2-3 lần. Nó đái dầm thì mình lại phải xem lại, nó có thể là do cái mùa này nó ít ra mồ hôi ấy, bởi vì nó là mùa nó hơi lạnh lạnh rồi. Thế vào buổi tối thì bạn đừng cho con uống nhiều nước nữa nhá. Không, nó đái quanh năm vậy bác sĩ ạ. À, nếu như mà nó thường xuyên bị cái tình trạng đấy kéo dài rồi thì bạn lại phải cho con đi khám, bởi vì nó có thể nó là cái bệnh lý mà nó gây ra cái hiện tượng đái dầm như thế. Phải đưa con đến những cái bệnh viện chuyên về khoa nhi. Nó nguyên nhân có thể đến từ cơ quan của hệ tiết niệu, nó có thể đến từ cơ quan của hệ sinh dục. Thế cho nên là tốt nhất là phải mang con đi để các bác ý kiểm tra cho con xem là nó là ở đâu đã thì mới xử lý được cho con nhá. Thế còn quay trở lại câu hỏi thứ hai của bạn là về cái câu chuyện của vợ bạn đúng không? Dạ. Ừ, vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 33. 33 hả? Các bạn có mấy cháu rồi ạ? Dạ, 2 cháu ạ. Cháu 5 tuổi này là cháu lớn hay cháu bé ạ? Cháu lớn ạ. À, cháu lớn. Vâng, thế thì cháu nhỏ thì mấy tuổi rồi ạ? Nhỏ mới được 15 tháng ạ. À, mới được có 15 tháng à? Dạ. Ừ. Bạn lo lắng cái gì về vấn đề của vợ vậy? Vợ thì bị viêm đường tiết niệu á. À, đã từng bị viêm đường tiết niệu. Dạ, rồi. Dạ. Thì đã chữa trị rồi, thì lúc nó được sinh hoạt thì nó bình thường à. Vâng. Sau khi mà chữa khỏi rồi á, là sinh hoạt nó ra nhiều nước lắm. Không biết là nó nguyên nhân là tại sao nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà sinh lý gì không? Ừ, thế ngoài cái lúc mà không quan hệ vợ chồng thì nó có ra nước gì không? Không, là bình thường. À, thế à. Thế chỉ có lúc quan hệ nó mới ra nước thôi à? Dạ, dạ. Nước ấy là nước của mình mà. Không, vợ. Nước ấy là nước của bạn ý. Bạn vừa nói với tôi là chỉ khi nào bạn quan hệ tình dục thì vợ bạn mới ra nước thôi mà. Không, nước mới dạo đầu ạ. Bây giờ nó không ra nước thì bạn lấy cái gì để quan hệ? Không, kia nó la bình thường như lúc trước thì nó ít, nhưng bây giờ nó la nhiều, nó la như kiểu bị đái vậy. Ờ, nó có cái trường hợp như thế này. Một là trường hợp sinh lý bình thường, hai là trường hợp bệnh lý, đúng không? Ờ, thế thì một người như vợ bạn ấy, mà khi mà ở bạn kích thích được cho cô ấy để có thể nó tiết được ra cái dịch sinh dục đến mức độ như vậy, thì cái chất lượng quan hệ tình dục của các bạn như thế là làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Và không có cản trở gì tới cái hành vi quan hệ tình dục, bạn không phải lo lắng gì cả. Còn ví dụ không, bạn không kích thích, bạn không làm gì mà cô ấy vẫn ra nước nhiều như vậy thì nhiều khả năng có thể cô ấy là viêm nhiễm cơ quan sinh dục gì đó nhé. Còn trong trường hợp như của bạn bây giờ, có thể cuộc sống nó ổn định hơn, con cái thì cũng đã đầy đủ rồi, không phải lo lắng gì các cái biện pháp này nọ, ví dụ như thế. Bây giờ cô ấy cảm thấy là cô ấy bắt đầu biết được hưởng thụ chất lượng của cuộc sống chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động tới người phụ nữ. Và khi mà các bạn quan hệ tình dục thì thường các bạn phải trải qua 4 giai đoạn mà bạn rất là biết rồi, đúng không? Đầu tiên là giai đoạn kích thích này, sau đó thì giai đoạn hưng phấn này, rồi đến các cái giai đoạn để bạn quan hệ tình dục, và cuối cùng là giai đoạn kết thúc. Thì ở tất cả các cái giai đoạn đấy mà bạn vợ bạn hợp tác được với bạn, nó thể hiện ngay là cái cơ thể cô ấy đáp ứng với những cái kích thích của bạn.
thì khi mà cô ấy đáp ứng thì nó biểu hiện bằng cái gì sinh dục nó ra nhiều như thế, mình không có ngại gì cả. Thế còn khi mà nó bình thường nó cũng ra như thế, hoặc là dịch bất thường có màu xanh màu vàng, hoặc là cô ấy có những cái biểu hiện khác như là ngứa đau rát đấy, rồi tiểu buốt tiểu sắt vân vân, thì lúc đó thì mình cần phải đi khám và kiểm tra xem là cơ quan sinh dục có vấn đề gì không nhé. Còn hiện nay như thế thì không có gì phải ngại mà. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải.